Chị Khánh An à, ngay chỗ nó đã bỏ ra máy sắp rồi, cộng lại cho chị rồi đi đơn. Chào cả nhà nha. Cái vải này nó đẹp lắm á mấy chị, chắc nó rất là xịn nha. Mấy chị may đồng phục gia đình nè, may sơ mi cho nam cho bé trai, may đầm kiểu dáng sơ mi cho mình, hoặc là mấy chị may cái kiểu dáng mà ở trên này ôm cổ chữ U nè, có dàn nút ở dưới mình xè a ra rất là đẹp. Mấy chị may cho đồng phục gia đình rất là ok. Chắc này nó có co giãn, đặc biệt nó là cotton thành ra nó rất là mát. Giờ chiều nay em sẽ sale toàn bộ cái vải đó cho mấy chị nha. Cũng có một ít vôn lụa trong này, nhưng mà đa phần là em sale cái vải này là chính ha mấy chị ha. Chắc vải này thì mấy chị cứ yên tâm, chắc bao đẹp, bao đẹp bao xịn nha, bao đẹp bao xịn luôn, mấy chị cứ yên tâm. Cái chắc này hồi giờ em mới về lần đầu tiên đó mấy chị, còn toàn bộ là đa số là về nữ nè. Như cái này nè, nó cô tâm không mà nó co giãn, nó đẹp dã man luôn, mát rờ vô là nó mát rượi rượi rồi. Hàng này bảo đảm là mấy chị may là không sợ đâu, không sợ nóng mà nó không sợ bí bách. Cái thứ nhất, thứ hai nó có độ co giãn, mình may form kiểu Hàn Quốc nó cũng đẹp, hoặc là mấy chị may pyjama nè, mấy chị may đầm cho mình, may bộ cho mình đều được nha. Cái này là nam nữ xài được hết, mấy chị có thể mặc, có thể may ga gối, nói chung là cái chất vải nó rất là ok. Không có màu trắng tinh này. Trắng kem thôi. Đa số là ít dùng trắng kem, trắng tinh. Trắng tinh chỉ có học sinh thôi. Em chỉ sale trong buổi chiều hôm nay nữa thôi, ngày mai chắc có khả năng là em qua lanh rồi. Ngày mai có khả năng là em lay qua lanh rồi. Điện thoại mây sạc bên chỗ nữa. Muốn may đồng phục để mặc chung với gia đình mặc Tết. Em vừa nhận vẻ chị ạ, công nhận chắc tuyệt vời chị ạ, đẹp hơn cả. Đúng rồi, đẹp hơn cả thô hàng luôn. Rất là đẹp, đợt này chị rất là thích, tại vì cái chất nào chị rờ vô nó cũng đẹp hết. Cái hoa văn á thì tùy theo thôi, nhưng mà cái riêng cái chất là rất là đẹp. Riêng cái chất là đợt này chất rất là ok. Nó đẹp hơn cả thô hàng luôn mà. Nhập hồi là mấy lần vải nhưng mà chỉ có lần này là chất VIP nhất. Là không có chắc cái sắp nào nó xấu, không có chắc nào chắc nào nó xấu hay xấu hết, chỉ có cái hoa văn thôi. Hoa văn thì có cái là mấy chị lại không thích, chứ còn những cái hàng này nè, mấy chị lên áo sơ mi cho nam mấy anh mê luôn, đẹp lắm. Chồng trăm mà đem về 4 cái là thích 4 cái chứ không chê cái nào luôn mà. Chồng trang thì lấy cả chục cái rồi. Chồng trang thì nó lấy cả chục cái luôn rồi. Nên mấy chị cứ yên tâm. Nhà em mà mấy đứa mà làm với em nè, đứa nào cũng đem về may cho chồng là mấy chị biết rồi, chắc nó VIP cỡ nào. Nó đẹp lắm, đẹp và mặt rặt mặt rất là mát nữa. Mấy chị mà muốn may pyjama, may đầm cho mình nè, may đầm cho bé gái nè, may áo sơ mi cho bé trai, may áo sơ mi cho nam, vô cùng là hợp lý, tại vì nó hợp với lại gia đình luôn á mấy chị, không phải riêng nam đâu, nhưng mà nó hợp với gia đình luôn, cho nên là mấy chị cũng mua về mà may, cái chắc đẹp lắm. Mày ra giường thì nó bao sướng rồi. Ông Điền cũng đã thấy có sắp lính, ông lấy ông cắt rồi. Mấy ông là cứ đấy riêu lính vậy á. Còn mấy cái này công tử có không chơi.
Rồi em like nha. Em 6 mét lụa đen, lụa satin á hả chị Teresa Tuyết? Lụa satin thì để đó em cắt sau nha. Giờ em đương sale cái giá này, giá 120k một ký chỉ trong ngày hôm nay thôi mấy chị. Qua ngày sau là em like 5 tôn rồi. Ngày hôm nay em sale cái này nữa thôi, tại vì cũng còn có ít chứ không nhiều lắm. Còn ít lắm. Cái này màu đen mấy chị, đen đen chì. Cái này đen chì 92k. 92k màu đen chì. Màu bút chì á, màu ruột bút chì á mấy chị, đẹp lắm nha. Có co giãn chắc siêu mát luôn. 92k này mấy chị không lấy hết thì chia đôi cũng được nha, được hai cái áo á. Cái này mấy chị không lấy hết thì chia đôi vẫn được ha. Được hai cái áo sơ mi. Hai cái áo sơ mi nam. 92k mấy chị lấy cái này 92. Báo giúp em 92, chắc rờ cái nào cũng mê mẩn. Chị nào lấy cái này báo giúp em 92 nha. 92k. Khúc đó 92k đó mấy chị. Mấy chị lấy khúc đó 92. Chị Teresa Tuyết ơi, chị vô tin nhắn đi rồi em tìm em cắt cho nha. 92 đó chị nào lấy cái này màu bút chì này mấy chị, đẹp lắm luôn. 92 đó chị nào lấy báo giúp em nha. 92 đó chị nào lấy báo giúp em. Cái đó mấy chị không lấy hết thì chia đôi gì may cho anh nha. May quần đùi được chứ chị Thiên Ngọc. Quần đùi và về lanh nữa đó chị Thuy. Cái này khúc trắng này là 4,5 mét. Đương nhiên là may quần đùi được rồi chị Thuy Ngọc. Chắc may cái gì cũng được cho nam. Quần đùi cho nam, pyjama cho nam, áo sơ mi cho nam, cho bé trai, cho đầm cho mình, đồ pyjama. Nói chung là may nam nữ đều được. Chắc này là may quần đùi cho nam ok luôn. Rồi em chia cho chị Teresa với chị Thuy Ngọc này. Cái này nó đẹp lắm, chắc nó đẹp lắm mấy chị ơi. Rờ vô nó đã tay lắm. Ừ. Về lanh nữa hả chị Thuy Nguyễn, chuẩn bị đi. Chị Thuy Nguyễn ơi, chị Thuy ơi, chị chuẩn bị đi em, về lanh nữa. Về lanh nữa hả liền, chợ tốn tiền hả chị Thuy. Rồi cái này chắc nó cô tâm, thành ra mấy chị cứ yên tâm, nó rất là mát nha. Chết cha rồi, ta chắc cái khổ hả? Đúng rồi. Đúng vãi rồi. Làm hết khẩu. 92 em chia cho chị Thi Ngọc với Teresa Tuyết nha. Đưa cái đó lại 4,5 mét, cái trắng ta đo rồi. Cái này cũng vậy này, 4,5 mét. Mấy chị có thể chia 2 hoặc chia 3. Cái này 4,5 mét này mấy chị có thể chia đôi, chia 3, 2 hoặc chia 3. 90k mấy chị có thể chia 3, nó được 3 cái áo. Hoặc là may gia đình thì mấy chị lấy hết nha. Mấy chị ơi, lấy thì báo giúp em 90k. 90k được 4,5 mét. Mấy chị lấy cái này 90k. 4,5 mét này 90k. Chị Thi Ngọc dồn đơn cho Nhi Trần hả? Chị Nhi Trần đi chưa? Chị Nhi Trần chị ok rồi đó mà không biết gói chưa. Cái này để em xem lại thử chị Thi Ngọc. Mấy chị lấy báo giúp em 90k này mấy chị chia 3 hoặc chia 2 ha. Chia 3 hoặc chia 2. Mấy chị lấy mẫu nó chia 3 hoặc chia 2 ha. Chị Hồng Vũ Phụng sao? Ấy là cái dạ rồi đó, trừ lại 15k tiền ship, trừ tiền ship lại đây rồi đi hả? Chưa có tiền lấy thô mà lanh lại về. Cái này 28k. Cái kia Oppo đây. 28k. Mấy chị lấy cái này 28 may đủ cái áo nha. 28. Mấy chị lấy cái này 28 báo giúp em 28. 28k may đủ cái áo ngắn tay cho nam. 28k may đủ cái áo ngắn tay cho nam. Mấy chị lấy mã này 28. Comment giùm em 28. 28 này mấy chị may đủ cái áo ngắn tay cho nam nha. 28. Mấy chị lấy cái đó 28, comment giúp em 28. 28. Đây cái này mấy chị lấy thì báo em số mấy, thật là mấy chị lấy may ga gối đều được nha. Cái màu này nó là màu xanh đỗ, nó dày kiểu vi tính. Cái chữ này là chữ vi tính đó mấy chị. Cái chữ này là nó chạy vi tính nha. Nó chạy vi tính nha mấy chị nha. Đây. Thanh Nguyễn.
28 em chốt cho Thanh Thanh Nguyễn. Mấy chị lái báo giúp em số mét nè, ga gối nệm hoặc là áo sơ mi đồ pyjama gì cũng được. Mấy chị lái báo giúp em số mét. Mấy chị lái báo giúp em số mét nha. Chị nào lái cái đó báo giúp em số mét. Chị Hòa Phan Thị ơi, cái này nó là thô cô tông có co giãn. Người ta gọi là cái này là giống như là kate siêu á, đẹp lắm, chắc rất là đẹp, có co giãn rất là mạnh. Có chị shop tha. Dạ không chị, cái mẫu may quần đó là gì? À, màu rêu 1,5 cho Thanh Hưng, Thanh Hương Trần Thị ạ. Cái rêu. Rồi cái rêu này 2m rồi Thanh Hương ơi. Cái này 2m Thanh Hương ơi. Chị sáng nhận vải rồi, như ý chị Hạnh à. Ủa chị Thi Ngọc nhận vải được rồi hả? Rồi cảm ơn Thi Ngọc nha. Cái này mấy chị lái báo giúp em số mét nha. Cái hàng chữ này là chữ chạy vi tính đó mấy chị nha. Lên áo sơ mi hoặc là pyjama hoặc là mấy chị may cái gì? May ga gối nệm đều được, mấy chị lái báo giúp em. Cái đó chị nào lái báo giúp em nha. Báo giúp em số mét tại đó khúc dài. Mấy chị lái báo giúp em số mét. Chị Hòa Phan Thị ơi, chị lấy 2 là hay lấy sao? Chị màu rêu đó Thanh Hương lấy rồi. Cái này 60k. 60k caro nha. 60k xanh biển hả? Xanh biển đâu? Xanh biển có chữ trong nãy này, xanh nước mà. Xanh nước biển đó. Có chữ như thế này nè, chữ màu trắng. Thanh Hương lấy thì ok, báo mét luôn ha. Cái này 2,5 m mấy chị, màu xanh này 2,5 m 60k. Á quần màu xám 2,5 m 60k. Mấy chị lấy mã này 2,5 m 60k. Báo giúp em 60 nha, chữ 3m cho Sóc Tha. Chữ này 3m là chị Sóc Tha lấy chữ này à. Chữ màu xanh này dễ thương. Màu này nam hay mặc á. Màu này nó trung tính đó mấy chị, ai mặc cũng được hết. 3m cho chị Sóc Tha. 2 3 Cái chất này mấy chị yên tâm đi, mấy chị nhận mấy chị sẽ rất là thích. Cái chất vải nó đẹp lắm và rất là mát. Có co giãn, may nam nữ đều ok, ga gối nệm đều ok ha. Chất rất là mát luôn á mấy chị, đẹp lắm. Thanh Hương lấy xanh này đúng không? Phải thì ok nha Thanh Hương nha. 2m xanh cho chị An Nhiên Lê. Chị nào lấy xanh nữa báo em xanh. Xanh này đúng không An Nhiên Lê? À, Thanh Hương. Vải toàn không lấy. À vải toán học hả, không lấy hả? À đúng rồi, vải toán học không lấy rồi, ok. Về sợ đi học lại hả? Cái này 60k mấy chị nè. Lấy 60k báo em 60. Màu này lên áo sơ mi cho nam đẹp lắm nè. Cái màu này mấy chị lên áo sơ mi cho nam đó là đẹp. Đúng rồi, đó là phương trình toán học không lái hả? Sợ đi học hả? Không, thấy đau đầu chứ. Thấy mấy cái này nhức đầu. Cái gì vậy thì thấy số là lên hoa mắt nhức đầu rồi. Rồi, cái này là chữ có co giãn mấy chị nha. Chữ. Cái này là chữ nè. Lên cho mình cái đầm, lên cho chồng gáo sơ mi mặc đồng phục. Đi chơi ha, đi tiệc đi chơi. Cho nó hạnh phúc mấy chị. Chị nào mà không hạnh phúc thì mua về may cho nó hạnh phúc. Chị nào hạnh phúc rồi thì mua về may nó hạnh phúc hơn. Ha. Đẹp lắm, vải đẹp lắm chị. Vải này nó đẹp lắm, cái chất vải này nó đẹp lắm mấy chị, nó không có phải là vải thường đâu, vải xịn đó. Cái chất vải rất là đẹp. Vải này mà các chị cứ vô trong mấy cái trung tâm. 2m này 50k mấy chị ơi, 50k. Chị nào lấy cái trắng chữ này 50k báo giúp em 50k. 50k em có 3x mét thôi. Mấy chị lái báo giúp em 50k. 50k may cho mình cái đầm sơ mi ha. May cho chồng cái áo sơ mi. Đẹp tuyệt vời. 50k. Mấy chị lấy cái này 50 báo giúp em 50. Cái chất vải này nó đẹp lắm. Thô hàng là không kể vô với nó rồi. 1,5 m 50 cho chị Lệ Phan. Thô hàng là nó đã đẹp rồi đó mấy chị.
À, cái này nó đẹp hơn. 2 3 Rồi cái này 3 mét cho chị Thanh Thanh Nguyễn nè. Chị Lệ Phan lấy luôn 2 mét chứ không cắt được nè. Chị Hồ Hồng hết rồi. Hồ Hồng hết rồi nha. Màu trắng em có nhưng mà nó cũng có cái hình caro hoặc là cái quẹt quẹt vậy á chị. Chứ nó không có trắng trơn chị ơi. Nó không có trắng trơn. Không có trắng trơn nha. Cái này màu rút chữ 70k. Chị nào chốt cái màu rút chữ này 70. Báo giúp em 70. 70k có chữ nè. 70k. Mấy chị về may xong cái mấy cái áo này á, anh nam thích lắm. Tại vì cái chất mặc nó rất là thoải mái và nó mát nữa. 70k. Khúc này 70k. Chị nào lấy cái này 70, báo giúp em 70. Chắc vải này ai tới shop em cũng thích hết á. Rờ và rất là ghiền. 3m 70k. Cái này 3m 70k. 3m 70k. Mấy chị lấy cái này 3m. Có caro, có sọc nhí nhí nè. Và có cái chữ nha. 3m 70k. Mấy chị lấy 3m này 70, báo giúp em 70. Hạnh còn satin một màu gì không? Để nhận xuống mua một bộ nữa nè. Hết rồi Diễm ơi, hết rồi. Hồi sáng có một bộ xanh ngọc mà mấy chị chốt rồi. 70 đó mấy chị lấy, báo giúp em số mét nha. Áo quần 70 mấy chị báo, hoặc là mấy chị chia đôi cũng được. Cái này cũng màu xanh nè nhưng mà không có tốn hạt này Thanh Hương. Cái này nó chỉ có gạch gạch chấm chấm sáng như thế này thôi nè. Mà với nó Thanh Hương lấy mà Thanh Hương không lấy cái chữ đen đen. Đây nè Thanh Hương cái màu xanh. Chị nào lấy xanh này báo giúp em xanh nha. Xanh kèm số mét xanh này nó có chỉ chấm chấm như thế này thôi nè. Xanh, mấy chị lấy xanh thì báo em xanh kèm số mét. Xanh kèm số mét, chị nào lấy xanh này báo giúp em xanh kèm số mét nha. Xanh kèm số mét, mấy chị lấy này xanh báo giúp em xanh. Xanh kèm số mét. Xanh dài quá trời, em bước lên trên đó. Mấy chị lấy cái này báo giúp em xanh kèm số mét mấy chị. Ngọc Trai hồi sáng em còn một khúc màu xanh ngọc luôn đó mà bán rồi. Bán rồi. Xanh 1,5 m cho chị Sóc Tha. Mấy chị lấy xanh này báo giúp em xanh nha. Xanh đẹp. Chất vải này mấy chị đừng có y lo, yên tâm đi, chất đẹp lắm. May được hết các chị Thiên Ngọc. Pyjama nam nè, quần đùi nam, áo sơ mi nam may được hết nha. Chắc nó mềm mại, mướt mượt mượt và nó mát. Chưa có vải về, vải chưa về chị xanh 3 mét cho Thúy Nga Dương. Cái chất này mấy chị không chê vào đâu được đâu, chất đẹp lắm. Lấy vải sọc chị ơi. Chị sắp tha 1m5 có chưa? Đây đúng không? Rồi 3 mét cho chị Thúy Nga Dương. Chị nào lấy xanh nữa báo em xanh. Sạp này nó có cái cây dừa. Sạp này nó có cái hình hình cái cây nè chị. Cái sạp này nó có cái hình cái cây nè. Hình cái cây nè nha. Chị lấy thì chị báo em. Chị Thuy Ngọc ơi, mình lấy xanh này đúng không? Xanh này không đủ bộ rồi Thuy Ngọc ơi, lấy màu khác nha. Màu khác đi. Cái này hết rồi, satin giờ không còn cái gì. Cái này còn được 1,4 m thôi. Chị nào lấy khúc này 1,4 m. Diễm ơi, báo giúp em 1,4 m. Cái này màu trắng này 1,1 m mấy chị. Màu trắng này mấy chị, trắng này nó cũng có chữ ẩn ẩn trong này nè. Có chữ chìm trong này mấy chị nha. Lấy thun đó hả chị? Em cũng chưa sắp xếp được nữa đây. Cái này màu trắng kem có chữ 2,7 m. Màu trắng kem có chữ 2,7 m 71k. 2,7 m 71k. Toàn bộ vải này có độ co giãn nha. Toàn bộ vải thô cô tông này nó có độ co giãn hết. Mấy chị yên tâm mà mặc. May kiểu Hàn Quốc cũng được, may sao cũng được hết nha.
Mấy chị lấy cái này 71k, 2m7. 2m7 71k. Mấy chị lấy cái 2m7 đó 71, báo giúp em 71. 71k 2m7. Rồi ok Thi Ngọc. Thi Ngọc lấy màu xanh giống vậy đúng không? Mấy pyjama cho nam đúng không? Cái này dài thế. Rồi cái này linen mấy chị ơi. Cái này linen bột nha. Cái này linen bột. Chị nào lấy linen bột này báo em số mét nè. Rồi để lấy cái khác cho Thi Ngọc. Cái này linen bột nha mấy chị. Linen bột này mấy chị cũng may cho nam được luôn á. Nó là chất linen bột. 2 mét này 51k. 2 mét linen bột này 51k. 2 mét linen bột này 51k. Mấy chị lấy cái này 2 mét 51, báo giúp em 51k kèm số mét nha. 51k kèm số mét. 51k linen. Linen bột 51k 2 mét. Mấy chị lấy mã này 51, comment giùm em 51. 2 mét cho chị Hòa Phan Thị nè. Chị Nguyễn Anh 1,5 mét nè. Chị nào lấy cái linen này báo giúp em số mét nha. Linen này mấy chị lấy báo giúp em số mét. Chị Thúy Nga Dương 2,5 mét linen nè. Cái này chắc linen đẹp lắm. 2,5 mét cho chị Thúy Nga Dương nè. Rồi Dung Dung 3 mét nè. Chắc linen bột này nó có độ co giãn đó mấy chị. Chắc linen bột này nó có độ co giãn nha. Có độ co giãn chắc đẹp. Chắc đẹp đó. 3 mét cho Dung Dung nè. Rồi ok Thi Ngọc, mấy bộ nam thì 3 mét ha. Mua luôn 3 mét nha. Ba mét cho Dung Dung nè. Sóc tha 1,4 mét. Linen bột này mấy chị lên bộ ống rộng đẹp lắm, hạt đầm. Chị sóc tha 1,4 mét, chị hạnh đàm 1,5 mét. Rồi em hết nha mấy chị, hết rồi nha. Có đó chị Thanh Nguyễn. 1,4 mét cho sóc tha, 1,5 mét cho chị hạnh đàm. Ủa? Chị Hành Đàm ơi còn được có 1,2 mét chị lấy không? Chị Hành Đàm ơi còn được có 1,2 mét hả? Còn được có 1,2 mét hả chị Hành Đàm? Cái này sọc màu xanh nè, sọc nhí. Sọc nhỏ màu xanh. Chị Thúy Nga Dương hình như có rồi mà. Thúy Nga Dương có rồi. Cái này sọc nhí 81k sọc nhí. 81k sọc nhí. Mấy chị lấy cái này 81k sọc nhí. Báo giúp em 81k nha. 81 này không co giãn mấy chị, sọc nhí. 81 này không co giãn sọc nhí nha. 81 này nó không co giãn sọc nhí. Sọc nhí 81. Mấy chị lấy mã này 81, báo giúp em 81. 81k được 3 mét kia. 4 mét. Sọc nhí không co giãn 81k. Khúc này thô cô tông, không có co giãn. 81k, chị Nguyễn Anh lấy 1,5 mét à. Rồi ok Nguyễn Anh nè. Cắt mát lắm mấy chị ơi, rờ vô là nó mát rượi rượi á. Nó không có. Cái này mấy chị mặc không sợ nóng đâu, mát lắm. 1,5 mét cho chị Nguyễn Anh. Sọc nhí nè, chị nào lái báo em nha. Sọc nhí đó chị nào lái báo em. Cái này màu nu.
màu nu. Mấy chị may cho anh cái áo sơ mi cho mình, cái đầm đẹp lắm nè. Màu nu có kẻ ô như thế này. Cái kẻ này nó không có vuông đâu mấy chị, kẻ này nó vậy nè. Rất đẹp, mấy chị lấy cái này có co giãn nha, may đầm cho mình và áo cho Nam. Mấy chị lấy báo em xuống mấy em cắt cho. Mấy chị lấy báo em xuống mấy em cắt ha. Dạ không, cái này nó ít nhào chị Sóc Tha. Em gùi trong bao mà ra nha, nó như vậy thì mấy chị biết nó ít nhào. Còn mà lanh em gùi trong bao là nó nhăn nhúm vậy, giống như cái nhau mèo á. Còn cái này em bỏ ở trong bao gùi lại như vậy, nhưng mà nó như vậy là nó không có nhào bao nhiêu hết á. Mấy chị giặt, mấy chị để thẳng lên, mấy chị treo móc là mấy chị mặc vô tư không cần ủi đâu. 1,5 m cho Nguyễn Oanh. Này nó không có nhào lắm đâu, được á. Vải này nó nhào hơn nè, mà em cũng đâu có ủi đâu. Em giặt em treo móc xong rồi em lấy em mặc à. Một năm em không biết tới cái bàn ủi nó như thế nào á. 40 năm nay cũng vậy. 1,5 m cho Nguyễn Oanh. Chị nào lấy cái này báo giúp em, màu nu đẹp chưa? Mấy chị lấy cái này báo giúp em nha, màu nu. Nên là không thổi đồ. Ủi quá là sợ nó nhăn rồi, không dám ngồi, thôi để vậy. Đồ chồng em là giặt cứ mấy giặt treo lên rồi mặc. Mấy chị lấy cái màu nu này báo giúp em xuống mét. Màu đẹp lắm, màu này đẹp nè mấy chị. Màu rất đẹp luôn á. Gùi trong bao mà nén lại mà nó như thế này thì nó không thuộc loại nhào lắm đâu mấy chị. Vừa chứ không nhào lắm. Mấy chị chỉ cần giặt treo móc là mấy chị mặc được rồi, không cần phải ủi đâu. 1,4 m cho chị Sóc Tha nè. Không ổng ủi áo là em kéo. Thu Ngọc 1,2 m nè. Lâu lắm rồi mới về được một đợt nam, nó đẹp như vậy đó mấy chị. Mấy chị mua về may đi. Cái này không phải là nam không, nam nữ gì may được hết. Ai may cũng được hết, thành ra mấy chị tranh thủ mua đi. Mua về mấy chị may ra, may cho ảnh mà ảnh không may mà may cho mình được luôn. May cho mình ok luôn, may đầm, may đồ đẹp lắm mà. Đẹp luôn mà. Thúy Nga Dương còn có 1,5 m thôi chị Thúy Nga Dương ơi. Chị Thúy Nga Dương còn 1,5 m thôi nha. Thúy Nga Dương lấy thì ok giùm em. Chị Thúy Nga Dương còn có 1,5 m, chị Thúy Nga Dương lấy ok giúp em với nha. Thúy Nga Dương ơi lấy 1,5 m đó thì báo em. Dồn lại rồi, rồi ok chị Thúy Nga Dương nè. Cho cái này 77k mấy chị. 77k sọc màu cam. Ừ. 77k màu cam. Đợt này vải nó đẹp lắm mấy chị ơi. 77k sọc cam. Mấy chị lấy cái sọc cam này 77. Báo giúp em 77 nha. Đẹp và mát nữa, chắc này nó đẹp lắm, chắc này mấy chị không chê vào đâu được. 77 đó màu cam, mấy chị lấy 77 báo giúp em 77 nha. 77 mấy chị lấy mã đó 77 báo giúp em 77. Cái này màu xanh, màu xanh caro mấy chị nè. Cái này màu xanh caro, chị nào lấy cái xanh này báo em xuống mét. Cái này mấy màu này nó sạch lắm, mấy chị mua về may ga giường mặc rất là sướng và rất là bền. Đặc biệt cái nó là nó rất là lau xuống màu mấy chị. Nó không phải mình hàng mình mua phía ngoài chợ. Mấy chị về giặt nước đào là nó sờm với lại nó ái liền, cũ liền. Nhưng mà cái này mấy chị giặt nó rất là lau cũ. Đặc biệt rất là lau cũ nha. Chị Thúy Nga Dương lấy 7 mét xanh rồi, chỗ này ra. Chị Thúy Nga Dương 7 mét nè. Chị hát bớt chỗ này đi thầy. Nó vừa sang và nó vừa sạch nữa. Cái này trải lên nệm nó sang mà nó sạch mấy chị. Thành ra nó đẹp mà mấy chị mua về mà mai đi rẻ mà. Không, cái này ơi sao đừng rậy. Đưa ra. Vì cái chỗ mất cái chỗ. 7 mét đủ không đây? Có chị Tố Vinh ơi, có. Xa sọc ra 1 mét. Cứ caro 1 mét. Cái này chị về. Caro này không đủ rồi, có mình chị Thúy Nga Dương chị lấy 7 mét mà không biết có đủ không đây. Còn nhiều lắm mấy chị, mấy cái này mấy chị mua về mà may ga gối đẹp lắm.
Chị thấy Nga Dương ơi, cái lậu này nó có 4,5 mét hả? Cái mẫu đó nó có 4,5 mét hả? Cái caro đó nó có 4,5 mét hả? Chị lấy mẫu khác ha, cho nó đủ ra nè. Cái đó, cái caro đó có 4,5 mét, chị nào lấy nha. Cái đó nó có 4,5 mét hả mấy chị ơi? Cái đó nó có 4,5 mét hả? Cái này màu xanh có vạch này mấy chị nè, nam nữ may được hết nha. Rồi ok, thấy Nga Dương lái rồi, ok chị nè. Cái này mấy chị, màu xanh này mấy chị à, dễ lắm Thiên Ngọc ơi, trời ơi nó đẹp lắm. Cái này mà may ra giường thì nó sang biết bao nhiêu rồi. Cái chị cứ cho vô máy giặt, giặt xong phơi, giặt giặt máy giặt thoải mái, không xù lông, có độ co giãn, thấm rút mồ hôi, mặc rất là lâu xuống màu. Cái hàng này nó lâu xuống màu lắm, nó nè giống như thô hàng em mặc nè, em giặt máy giặt hồi luôn mà nó không có xuống màu. Khổ vải 1,4 nha chị Ngọc Châu. Cái này 75k 3,5 mét, 75k 3,5 mét. Chị Quy Nguyên ơi, cái này là 3,5 mét mà được 6 lạng 3 đó chị, là một ký nó tầm từ 5 mét. Lấy xanh này lên may pyjama nam hả? Rồi lấy 75 luôn nha, vì may cho Semina pyjama nam mình lấy một cái áo luôn. Rồi chị Thi Ngọc à, Thi Ngọc lấy 75 rồi nha. Chị Thi Ngọc lấy mẫu đó. Cái này hàng này em còn một ít may nè, là em sale trong buổi chiều hôm nay thôi. Chị nào mà thích may ga giường, may sơ mi cho nam, may đầm cho mình, thì may đồng phục gia đình thì lên đây mua. Tại vì cái chất này nó rất là đẹp, mấy chị nhận hàng mấy chị sẽ thấy. Em không nói xạo đâu, cái nào mà nó đẹp là em sẽ nói đẹp. Còn những cái em cầm lên em thấy mà nó xấu thì em không bao giờ em quảng cáo hồi cho mấy chị được đâu. Cái này 53k. 53k. 53k, mấy chị lấy mã này 53. Báo giúp em 53. Cái này đuổi mấy chị. Khúc này là đuổi nha, 53k. 53k. Khúc này 53k 2 mét đuổi. 53k 2 mét đuổi mấy chị. 53k 2 mét. Mấy chị lấy mã này 53, báo giúp em 53, có co giãn á mấy chị. Có co giãn nhẹ nhẹ, cái đuổi này nó có co giãn nhẹ nhẹ ha. 53k, cái này nó có độ co giãn nhẹ đuổi. 53 em chốt cho chị Hòa Phan Thị, chọn cho chị mảnh nữa màu khác tầm 7 mét. Dạ rồi ok chị Thúy Nga Dương. Chị thích màu xanh hay màu xám? Có màu xanh với màu xám đó chị thích màu nào? Chị thích màu xanh hay màu xám thì báo em nha. Cái này 58k. Cái chất vải đẹp lắm. Mấy chị về mấy chị mà ủi xong nó ra mấy chị thấy cái mình vải nó đã lắm. Cái này 58k sọc màu ruốc. 58k sọc màu ruốc. Rồi ok chị lấy màu xám đúng không? Rồi ok chị. Cái này 2,2. 2,2 này 58k em chốt cho chị Trúc Lily. 2,2 đến 58 em chốt cho Trúc Lily. Cái này màu xanh có sọc 37k, may đủ cái áo á mấy chị. 37k màu xanh có sọc. 37k 1,5 mét. Cái này 37k 1,5 mét nè. Em để gần chất vải. Chất vải này ai tới rờ vô cũng thích hết á. 37k 1,5 mét. Chất vải này mấy chị may áo cho mình đóng thùng đi dạy đi làm được hết á. 37 em chốt cho Thúy Nga Dương. Mấy chị may cho mình nè, đi dạy nè, đi làm công sở đồ được hết á. May kiểu sơ mi ôm á, đẹp. Cái này là nam nữ mấy chị mặc được hết. Không phải là em ghi là nam may sơ mi nam là có thể là mình may được cho nam đó, chứ còn nữ may được hết. Tại vì chất vải này ai may cũng được, làm em mấy chị cứ yên tâm. Cái này 53k sọc. 53k sọc. Sọc này sọc một phân mấy chị nha, sọc một phân 53k. 53k này là sọc một phân. 53k này là sọc một phân. Mấy chị lấy cái này 53, báo giúp em 53k được 2 mét. Ui. Gió thổi. 2,2. Cái này 2,2 53k. 53k em chốt cho chị Mi Gen Gian. Chị Mi Gen Gian nha. Mấy chị đơn mới nhớ vô tin nhắn giùm em. Cái này màu ruốc có chiếc lá mấy chị. Mấy chị muốn may pyjama cho nam may cái màu này được nè.
Hôm nay mấy chị lên pyjama cho nam được màu rút. Màu rút có hình chiếc lá. May ga giường may cho nam được hết nha. Hôm nay màu rút có hình chiếc lá. Hình một cành lá đó mấy chị. Cái hình một cành lá nha, màu rút có hình cành lá. Mấy chị lái báo giúp em số mét em cắt cho. Cái này mấy chị lái báo giúp em số mét em cắt nha. Cái này mấy chị lái báo giúp em số mét. Rồi ok chị Mỹ Yến ha, chị Giang gì, chị Giang Mỹ Yến đúng không? Em chốt cho chị khúc 53 đó rồi. Sọc đen ngoài sau. Sọc đó nó có cái lá. Rồi 3 mét cho Thi Ngọc nè. Các chị có đơn á, các chị cố gắng kết vô tin nhắn, bởi vì em chốt hàng trăm tin nhắn các chị nha. Em chụp lại hình vải, các chị chọn gửi qua tin nhắn cho các chị xem. Trên cái căn điện tử nó có cái giá của vải và nó có cái giá của từng chất vải luôn. Hàng đây em đang bán 120k một ký. Cái biên vải nó xịn lắm nè mấy chị, biên nè. Mấy chị thấy cái biên hay sao tay tao nhớp dữ vậy? Cho chị Linh Phạm 1 mét nè. Chị nào lấy màu rút này báo giúp em nha. Cái sọc và sọc này là sọc đen mà nó có cái lá đó chị Tố Vinh. 1 mét nè. Rồi chị nào lấy màu rút này nữa báo em rút kèm số mét nha. Rút kèm số mét. Đây giờ em lên cái xanh nè. Lên Phạm 1 mét. Xanh này nó chạy vi tính nha mấy chị nha. Mấy cái chữ hàng này là chữ vi tính nè. Vải này là vải của hàng chứ mấy chị. Vải cái này nó có chạy vi tính nè mấy chị. Mấy cái chữ này nó chạy vi tính nha mấy chị nha. Nó chạy vi tính. Màu xanh này là màu xanh nhạt á. Mấy chị lái báo giúp em số mét. Ga gối nệm và sơ mi đầm gì cũng được hết nha. Mấy chị may đồng phục gia đình cũng rất là đẹp. Chị nào lấy cái này báo giúp em số mét nha. Nó chạy vi tính mấy chị. Ở ngoài ở trong nó hơi nhạt á, ở ngoài nó đẹp. Cái này mấy chị về mấy chị giặt xong rồi mấy chị ủi lên, em bảo đảm mấy chị mê cái chất luôn. Còn cái này đã như vậy nó nhào mà cầm tới còn mê nữa. Chứ đừng nói mà mấy chị giặt xong mấy chị ủi lên, mấy chị treo lên thì em nói hàng hiệu luôn á. Đẹp lắm. Mấy chị lấy cái này báo giúp em xanh kèm số mét. Xanh kèm số mét nha. Nó có cái chữ uy tín nè. Dạ có màu xanh dương hả chị? Màu xanh đậm hình như không có. Đa số là màu này, màu nu, màu bút chì. Nói chung là toàn màu bích tơ là nhiều á chị. Đây mấy chị lấy báo giúp em nè. Xanh 5 mét cho chị Mỹ Yến Giang nè. Ở phía ngoài đó là sếp đó. Còn cái chỗ mà chị gia đình chị Trâm Diệu nó ok chưa? Chỗ mà chỗ mi ngầu nó là chưa dục qua là không phải. Cái này các chị lên đầm, lên áo sơ mi, lên đồ đôi, đồ cặp, đồ cho cả gia đình. Năm mét cho chị Giang Mỹ Yến nè. Cũng vải mà nó chạy vi tính lên rồi là mình lại khó xé. Nó chạy cái đường này là bằng vi tính đó mấy chị, chạy đen đẹp lắm. Chất co giãn mạnh lắm á các chị. Năm mét cho chị Mỹ Giang Mỹ Yến nè. Láng áo quay là trơn. Đọc ngược lại nó hay hơn đúng không? Mỹ Yến Giang nó khó đọc, đọc danh Mỹ Yến nó hay hơn đúng không? Tên thiệt hay. 1 2 3. Còn cái này cắt cho Thi Ngọc 1 mét rưỡi, cái này 2 mét rưỡi sao để lại được ta? Lấy luôn 2 mét rưỡi không được thì được không Thi Ngọc? Thi Ngọc ơi lấy luôn 2 mét rưỡi nha, đẹp mà, về may cho mình luôn được á. Chị sắp tha xanh em hết rồi, còn 2 mét rưỡi còn chị nào lấy thì báo em đi. Danh chị Thi Ngọc lấy luôn 2 mét rưỡi được không? Lấy luôn 2 mét rưỡi nha. Đi chùa dạ không chị? Không đi chùa được. Mà may đồ đi chùa thì may màu khác. Em không có màu trơn, nó có cái này nó chìm. Đa số nó có caro đồ hết cái chị, không có trơn. Nó có chìm ở trong vải. Cái này 36k, may đủ cái áo sơ mi cho nam. Rồi chị Thi. Cái này nó cái ô này nó cũng chạy vi tính nè mấy chị.
cái ô này này, cái đường của cái ô này nó chạy vi tính nè, chắc nó đẹp lắm, nó chạy vi tính đó mấy chị. 36k, cái này được một cái áo sơ mi nam 1m3 m4 á. Cái này may được cái áo sơ mi nha, em để lại cho ông xã nhà em mấy cái á, may đẹp lắm, cái chất vải này len rất là đẹp. Cái này may đủ 36, em chốt cho chị Lan Ngọc Thu. Lan Ngọc Thu thì này, bút chỗ này là 36, em chốt cho Lan Ngọc Thu. Chị Sóc Tha 2,5 m mẫu nào? Cái này đẹp nè. Cái này anh nào mà muốn mua đen mặc cái này, bụi bụi dế dế mặc cái này nha. Cái này 86k, 86k mấy chị nha, họ tiếc nè, 86k may cho hai vợ chồng. Anh nào mà dế dế bụi bụi mặc cái này đẹp nè, 86k được 3m2, chỗ này nó trắng rồi em xé ra, 86k được 3m2, 86k mấy chị lấy mẫu này báo giúp em 86 nha. 86 có co giãn mấy chị, cái nào không co giãn em báo nha, cái này toàn bộ có co giãn, lâu lâu nó mới có khúc không co giãn em báo, cái nào nó không co giãn em báo ha. Cái này 86k, 86k chứ không phải 36. 36 em hết rồi Trúc Lily ơi, cái này 86 chị ơi. Bạn chị Trúc Lily chiều nay chậm nè, qua bạn nào mẫu cái chân 86k mấy chị lấy cái đó 86. Tám sáu em cắt cho chị Trúc Lily 1,3 nè. Mấy chị lấy cái 86 này nữa báo giúp em 86 nha. Rồi em lên cái màu này là màu xanh, xanh xám. Xanh xám này mấy chị mà may, em nghĩ may đồ đi chùa chắc được, tại vì nó chạy cái này đâu có gì là đâu, cũng như trơn thôi, nó chạy cái quần quần này vi tính nè. Nó chạy cái này là bằng vi tính nha mấy chị nha, nó chạy vi tính, không sơn không yên. Nó chạy đường kim vi tính á. Cái này nó chạy đường kim vi tính mấy chị nha, màu xanh xám. Mấy chị lái báo em số mét nè, nam nữ ga gối gì cũng được hết, cái màu xanh xám. Mấy chị lái báo giúp em số mét. Cái này màu xanh xám mấy chị, nó chạy này là chạy đường kim vi tính á. Nó chạy cái đó là chạy đường kim vi tính á mấy chị nha. Mấy chị lái báo giúp em số mét. Màu xanh xám này chị nào lái báo giúp em số mét. Nhìn xa nó không có đẹp, mấy chị phải nhìn phía ngồi kia nó mới đẹp. Tại vì cái vải này em đẹp là em nói đẹp hả, cái nào mà nó xấu thì em không bao giờ em quảng cáo đâu, mấy chị cứ yên tâm. Chị nào lấy cái này báo giúp em số mét, màu xanh xám, màu xanh xám đó mấy chị lấy báo giúp em số mét nha. Thở dễ sợ mày. Cái này linen 50k linen, mấy chị lấy cái này 50 báo giúp em 50 nha. 50k linen, 50k này được 2,2 m, 50k linen 2,2 m, màu xanh xám cho chị Sóc Tha 3 m này đẹp. 50k cho chị Hòa Phan Thị này, 3 m cho chị Sóc Tha này. Cái này nó đẹp lắm mấy chị ơi, chắc nó đẹp lắm. Cái hàng này mấy chị riêng cái chắc mà mấy chị yên tâm về chắc đây, đẹp tuyệt vời lắm. Linen em chốt rồi, cảm ơn chị Hoa Huỳnh chia sẻ giùm em nha. Một linen em chốt chị Hoa Phan Thị, còn lại chị Giang Mỹ Yến ở sau rồi. Ủa chị Giang Nguyễn à, cái đơn chị Giang, chị Sang Nguyễn thì nhận mới nhận luôn hà. Cảm ơn chị nha. Rồi 3 m cho chị Sóc Tha này. Dạ rồi, ok, cảm ơn chị Sang Nguyễn nha. Chị mấy chị ơi, màu xanh xám đó mấy chị lái báo em số mét. Báo em số mét em cắt nha.
Cái này màu trắng nè, màu trắng kem, chắc vải nó đẹp lắm mấy chị ơi. Thấy ai cũng comment nhận được vải đẹp mà mình tủi thân luôn. Tội Dung Dung, Dung Dung ở Thủ Đức á, shipper Thủ Đức không có đi giao được, vô tới đó nó nằm ở trong kho, không kho nó đóng cứng ngắt cửa luôn. Kho nó đóng cứng ngắt cửa luôn. Cái này mấy chị lái báo giúp em số mét nè, màu trắng nó có, chỉ có chấm nè thôi mấy chị nha, chấm trắng nè, chấm cũng màu trắng luôn. Mấy chị lấy trắng này báo em, cái này cỡ 3-4 mét gì thôi. Mấy chị lấy trắng này báo giúp em trắng nha. Trắng chắc vải đã lắm mấy chị, chắc vải đẹp lắm, mấy chị cứ yên tâm về chắc. Rồi ok chị Mỹ Yến, đem xem thử nó đủ 5 mét không, sợ không đủ 5 mét á. Cái này mấy chị lên lên sơ mi cho mấy bé trai mặc tét đẹp này. Cái này chị nào có bé trai may cho bé trai đẹp lắm á. Đủ quá thì nó vậy mà đủ này thì đủ quay 5 mét luôn này. Rồi chị Mỹ Yến 5 mét nè. Dạ chị Phượng Bùi, mấy vải này mấy ga được hết rồi chị Phượng Bùi, màu xám nè. Màu này mấy chị à, mấy cái màu này mấy chị lên ga nó sạch nè. Trắng nhiều mấy chị, trắng 5 mét mà chị cũng chưa cân nữa Khánh Na. Đây mấy chị lấy mà mẫu này nó là cũng màu xám. Chị Mỹ Yến chị lấy rồi Khánh An ơi, Khánh An chọn khúc khác nè chị. Trắng khác đi cho Khánh An, Khánh An hết trắng đó rồi. Trắng em hết trắng đó rồi. Đây mấy chị lấy cái màu này màu xám mấy chị nè. May ga giường, may sơ mi nam nữ, may đầm cho nữ, pyjama nam nữ, nói chung là may mấy chị về mấy chị thích may cái gì cũng được hết á. Đẹp nè, rất là đẹp nha. Có đó chị, đẹp trà phương nhưng mà nó có cái lá nè chị. Nó có cái lá. Rồi chị Thúy Nga Dương lấy cái này may ga đẹp á chị. Em không có kẻ trơn cỏ, nó có một khúc mà nó có thêm cái cây dừa. Có thêm cái cây dừa vô trong vải. Mà nói chung là 7 mét cho chị Thúy Nga Dương nữa nè, em có kiểm đơn chị tới đó. Dạ rồi, để đó chị chốt lê lê để em kiểm cho. Chị Thúy Nga Dương 7 mét nè. 7 mét cho chị Thúy Nga Dương này. Chắc mới chắc lắm mà nó đẹp đó chị ơi, ra giường tuyệt vời lắm. Chị Trâm Phương 5 mét nè. Cái lô hàng này nè là may nam nữ đều được, ga gối đều được, cho nên mấy chị mua về mấy chị không may cái này chị mấy ơi, chị cũng làm việc khác hả. Chấm bi đen thì em có nhưng mà xăm không phải hả? Khô chỉ có lụa thôi. Cái này em còn, cái lá này em còn được có mấy máy thôi mấy chị. Xanh xám cho Dung Dung 3 mét nè. Cái màu xanh xám này mấy chị về may may cho gia đình một bộ đồng phục gia đình đẹp lắm. Cho Dung Dung nè. Chờ chấm bi mây ga nèm thì em không có, loại thô thì không có chấm bi mây, không có chấm bi, chỉ có lụa thôi chị ơi. Đen với trắng không hả chị? Rồi đen trắng không em không có. Chị Phượng Bùi ơi, mẫu đó không còn đủ 5 mét chị, lấy mẫu khác nha. Em lấy sọc cây dừa vậy ha, vậy không phải cái đó hả? Không phải thì lấy cái này. Không sao, Trâm Phương 5 mét là loại này chứ không phải loại đó. Bỏ ta bỏ của Trâm Phương ra. Rồi sọc cây dừa cho Trâm Phương 5 mét này. Tại ghi lá kìa, thì tưởng đâu lá là cái đó.
Rồi để em coi thử ai còn lái cái gì đó. Chị Phượng Bùi bỏ 5 mét đó cho chị Phượng Bùi. Rồi em bỏ 5 mét cái đó cho chị Phượng Bùi nha. 1 ký nó tầm từ 5 đến 6 mét đó chị Phương. Tùy theo loại mỏng dài nữa, chị có loại nó dài và có loại nó mỏng hơn một chút. Rồi 5 mét cho Trâm Phương rồi, còn có 1 mét à. Hết sọc lá rồi chị Đàm Thị Thu Yên ơi. Sọc lá em có khúc mà cò cắt cho chị đó, còn 1 mét thôi. Này lá màu trắng mấy chị này, lá trắng xám. Chị nào lấy cái lá trắng xám này báo em số mét này. Lá đó 120, em đương sale giá 120 đó chị Nguyễn Anh. Cái hàng này hôm trước em bán 130, riêng ngày hôm nay em sale cho mấy chị 120. Em chỉ sale trong ngày hôm nay thôi. Và ngày mai là em bán qua Lanh Tôn rồi, thành ra là em sale trong một ngày hôm nay duy nhất ha. Cái này màu xanh vỏ đổ, có lá cái quẹt như thế này mấy chị này. Hết rồi, trắng lá. Lá trắng 8 mét cho Trần Khánh Na. Rồi bị dính màu rồi. Ôi cái khúc lá này nó bị dính màu hết rồi Khánh An ơi. Bỏ ra ngồi đó đi. Rồi hồi tính sao. Bỏ vô cho Khánh An đi. Tặng cho Khánh An đi. Cái khúc đó dài lắm á Trần Khánh An mà chị tặng cho em nha. Em về em gạn may nha. Gạn may cho trẻ con á. Mấy đồ áo cho trẻ con, áo kiểu đồ đùi gì cho trẻ con được thì may. Nhưng mà cái đó cũng dài, 5-6 mét, 6-7 mét gì đó. Tặng cho Khánh An ha. Chứ không bán tại vì nó bị lem màu á. Lem 1-2 chỗ chứ không phải là nó lem hết khúc vải. Lá trắng hết rồi chị Sóc Tha ơi, hết rồi. Cái này xanh đổ. Xanh đổ trời. Xanh đổ mấy chị nha. Có cái vẹt chấm trắng này nè. Mấy chị lấy cái xanh đổ này báo em số mét em cắt. Đồng phục gia đình, đồ bộ cho nam nữ đều được, áo sơ mi nam nữ, ga giường đều được hết mấy chị nha. Cái chất này thì mấy chị mấy cái chất này là chất nào lên ga giường cũng được hết. Đặc biệt nó rất là sạch sẽ nha. Chờ chị đương hỏi xe đó chị Trần Khánh Na. Chị đương hỏi xe đó, xe nào đi Bình Dương được là chị đề gửi xe cho em. Gửi xe tới Bình Dương luôn cho nó tiện á. Chị đương hỏi xe Bình Dương, xe nào được là chị gửi luôn cho em cho nó tiện. Chứ gỡ bưu điện người ta bắt chia ra một cục 5 kg, bắt gói từng cục đủ 5 kg, còn trên không được, bắt gói từng cục 5 kg như vậy mà cước phí lại cao nữa nên thành ra chị không có gửi. Chị nào lấy cái xanh này báo giúp em, chị đương hỏi xe chạy Bình Dương á, xe nào được chị gửi ha, gửi xe thì nó rẻ hơn. Chứ gỡ bưu điện mà chia ra cục 5 kg, cọc 5 kg đó chắc chị gói cũng đuối luôn. gói khờ luôn á. Chị gói hết rồi, gói vô một cục là 10 kg rồi. Gói một cục từ 10 tới 15 kg cho em rồi. Thành ra là giờ mà nó gỡ bưu điện có phải chia ra, có phải tháo ra. Tháo ra gói lại gói 5 kg chắc chết. Mấy chị lấy cái này báo giúp em số mét nha. Khổ 1m4, 1m5 đó chị Quy Nguyễn. Khổ từ 1m4 chị nha, cái này khổ 1m4. Khổ 1m4. Khổ 1m4, khổ 1m4 mấy á. Không có chị Phương Nguyễn ơi, em không có mấy mẫu đó rồi. Thun cô tông đây này mấy chị. Kẻ ơi chấm bi đang trắng. Mấy chị lấy màu xanh này báo giúp em số mét nè. Màu xanh đó mấy chị lấy báo giúp em số mét. Mấy chị may cái gì cũng được, thích may cái gì cũng được hết. Cái này lên hàng gì nó cũng đẹp hết các mấy chị ơi. Ông bộ mấy mét kìa. Ông thì là bộ từ 2m7 trở lên đó chị. Nếu như to con thì phải lấy 3m, còn nếu như bình thường thì phải lấy 2m7. 2m7 chứ đàn ông có quần nó đã 1m2 rồi. Cái áo thì ông bèo bèo gì ông cũng phải áo 70 nữa. Rồi còn tay túng đồ này kia phải 2m7 mới được cái bộ đồ cho ông. Còn nếu như mà ông nhỏ con thì mai 2m7, chứ ông to con phải 3m á. Cái này 42k. Khúc trắng có cái hoa lá này 42k. Mấy chị may áo cho mình ha, 1m6. May đầm, cái này mấy chị may đủ cái đầm cho mình nha.
42k 1m6 mây đầm đẹp lắm. Đầm kiểu sơ mi body hoặc là cổ chữ U ở dưới xẻ A ra đẹp lắm. 43 em chốt cho Trần Khánh Na. Đây chị nào muốn ga mà may ga giường màu xanh nước này nè, đẹp lắm. Có chữ. Mấy chị muốn may ga giường màu xanh nước này có chữ thì báo giúp em. Có cái chữ mấy chị, cái màu này lên cái phòng nó rất là sáng nè. Mấy chị lấy cái này, khúc này dài, may đủ cái nệm. May đủ bộ ga gối nha. Em may ga gối toàn là vải này không thôi, phải thô hàng này nè, là khổ toàn bộ 1m4 hết á. Em nói hai bên nhưng mà lên cái ga giường nó cũng rất là đẹp. Tại vì bà nhà em lên mấy bộ rồi, nó không trang được cái hình ảnh ga giường của nó vô nè. Đây nè, mấy chị lên giường mấy 6, mấy 8 gì cũng được hết trơn á. Nói vẫn ok, tại vì không có thấy đường nối. Mình nói hai bốn góc, nó không có thấy hai góc hai bên, không có thấy đường nối. Nên mấy chị cứ may bình thường. 7 mét cho Trần Khánh An này, 2, 3. Đây mấy chị giường 1, mấy 8 em lên khổ vải mấy 4 nè. Khánh An lấy khúc tơ, tơ lá. Giường bà 1, mấy 8 em lên khổ vải 1, mấy 4 nhà em nè. Vải mà, vải trái chanh này là vải... vải thô xô, vải thô xô, vải thô xô thì nó mỏng hơn vải này một chút. Vải này thì mặt nó bền hơn nè, nó sướng lắm. Tơ này hả? Còn một khúc thế này. Rồi bỏ cho Khánh An rồi cho chị ơi. Trời ơi đủ y 7 mét luôn nè, quá đẹp luôn á trời ơi. Cái đó lên ga giường đẹp lắm á, cái màu này lên ga giường nó sáng cái giường sáng cái phòng. Nó rất là đẹp nha. Đây cũng màu xanh. Màu xanh này thì chị nào lấy cái xanh này báo em nè. Xanh này cũng vậy mấy chị, xanh này mấy chị cũng lên ga giường nha. Ga giường sơ mi nam nữ, đầm nam nữ gì được hết á. Nó cũng có cái hoa văn gạch gạch như thế này nè, chứ không phải trơn nha. Không. Rồi ok. Cái này nè, chị nào lấy cái này báo giúp xanh em. Nước đó em hết rồi chị Thảo Nguyễn. Đây cái này. Chị lấy cái xanh này ở sau này thì lấy này chị Thảo Nguyễn nè. Lấy à. Báo giúp em xanh này đi, xanh sau đây ha. Có cái đường đỏ. Mấy cái màu này lên ga giường đẹp lắm mấy chị ơi, màu xanh nước này lên ga giường nó rất là sáng. Không sợ mũi cắn nữa. Rồi hết khúc đó luôn đi rồi. Năm mét hai á, chị Thảo Nguyễn lấy cái này thì ok giùm em nè. Chị Thảo Nguyễn ơi, chị có lấy cái này không? Cái này 5m2, 5m2 mà ký 15, ký mốt 15, 5m2 là nó ký nó chưa tới 5m, chưa tới 5m một ký đó, nó chưa tới 5m, mà hơn một ký là 133. Thảo Nguyễn lấy không, em bỏ cho Trần Khánh An nè. Mấy cái màu này lên ga giường đẹp lắm. Dạ rồi em bỏ cho chị Trần Khánh An. Không em bỏ cho Trần Khánh An. Cái này màu này mấy chị có cái sọc. Sọc này là sọc ngang nha. Cái sọc này là sọc ngang. Sọc ngang mấy chị nha, sọc ngang. Sọc ngang này cũng vậy. Sơ mi nam, đầm sơ mi nữ, áo sơ mi nữ hoặc là ga giường được hết ha. Khổ của nó khổ 1m5 thôi chứ. Cái này khổ 1m5 nè. Có cái khổ 1m4 mà có cái khổ 1m5. Có cái khổ 1m4, có cái khổ 1m4, riêng khúc này khổ 1m5 mấy chị nè. Cái này khổ 1m5 nè, chị nào lấy cái này nó là màu màu ghi ha. Màu xanh ghi á mấy chị. Mấy chị lấy khúc này báo giúp em. Báo giúp em xanh ghi đi. Cái này được được 5m, cũng 5m1 á. Cái này cũng hơn 5m, chị nào lấy khúc này báo em. Mấy chị không lấy hết thì cứ kêu em chia nha. May áo sơ mi thì cứ kêu em chia. Đừng ngại nha. Cái này hơn 5m, 132 cũng 1kg. Cái này cũng 1kg á, hơn 5m. Một ký của nó vậy là một ký nó chưa tới 5m mấy chị, chắc vải đẹp lắm. Chị Thúy Nga Dương lấy hả? Rồi ok chị nè. Khổ là mặn nó chậm. Khổ đó 1m5 đó chị Thúy Nga Dương. Đó. Cái hàng này á mấy chị, không đẹp em thối tiền lui luôn, chắc đẹp lắm. Chắc rất là đẹp mấy chị cứ yên tâm đi, cái chắc nó rất là VIP lắm mấy chị. Và em lên cái này cũng là màu xanh. Xanh này là xanh lam.
xanh nước, còn xanh nước bỏ cho chị nha. Dạ, để em xem thử. Cái này màu xanh lam mấy chị, nó chạy vi tính nha. Cái này nó chạy vi tính, màu xanh lam. Màu xanh lam này nó chạy vi tính nè, mấy chị lái báo giúp em. Mấy cái mẫu này mấy chị bảo đảm, mấy chị mà muốn may thay ga giường cho cái dịp Tết này nó đúng bài luôn. Mấy chị không thay ga giường mấy chị may. Con bé cháu em thợ may nó mua về nó may cho chồng nó nè, nó may cho nó, nó may luôn cho cho cái ga giường luôn, là có mà cả mặt cả ngủ một loại. Nó mua y một loại về để nó về nó may luôn cả mặt cả ngủ luôn, hai vợ chồng mặt, mặt ngủ luôn, ngủ là không biết cái nào người nào gối. nó ghiền quá nè, nó lái luôn cái cục đó luôn, về may cho chồng, may cho nó, rồi nó may cho mấy ga giường nữa luôn. Này màu xanh nước à, nước mà chị có cái chữ xanh đó. Chị Thảo Nguyễn có, chị Thảo Nguyễn có lái này không? Lái thì ok giùm em, có cái chữ nè. Chị Thảo Nguyễn lái thì báo giúp em. Xanh lam, cái mẫu xanh lam này cũng đẹp lắm á mấy chị. Cái chất vải này thì mấy chị cứ yên tâm, em nói nó đẹp là nó dạ, đẹp xuất sắc đó. Đồng Nai chưa đi được chị ơi, như Đồng Nai là chưa được á. Đồng Nai thì số lượng cũng nói chung là cũng ổn rồi đó mấy chị, nhưng mà hiện tại shipper chưa quay lại làm việc á mấy chị. Shipper Đồng Nai rồi, chị Thảo Nguyễn ok cái đó rồi. Đâu rồi, mới bước vào đài đâu rồi. Ok chị Thảo Nguyễn nè, em nói nó đẹp là nó đẹp lắm đó. Cái chắc mà nó bình thường thì em không có quảng cáo lâu này đâu. Cái này mấy chị xanh đổ hả Dung Dung? Dung Dung xanh đổ chạy vi tính có chứ. Nó lên mấy cái màu màu sang sang vậy thôi, nó không có lên màu sáng đâu. Riêng cái hàng này nó không có lên màu sáng, nó màu sang sang vậy thôi á. Sang sang sạch sạch đẹp đẹp này. 2 3 4 5 6 7 bị lâu á. Tại vì shipper giờ đó người ta nghỉ việc hết trơn rồi, giờ đương tuyển shipper lại. Cái chi của nhà bà Hạnh cũng đẹp hết hơn, có mình bà Hạnh bà không đẹp thôi. Cái này hả? Cái này còn cũng nhiều quá. Khánh An, Khánh An lấy mấy mét? Cái này chị lấy chai đây. Cái đó của Khánh An đó. Cái này nó cũng còn nhiều quá Khánh An. Cái này mấy chị chạy vi tính này, nó chạy đường kim vi tính á, nó li ti rất là đẹp nha, xịn sò. Nè nó đẹp lắm. Đặc biệt cái hàng này mấy chị về á, mấy chị may lên á, nó cái màu của nó là không có cũ, nó không có cũ màu, không có bị xuống màu giống như những cái chất vải khác. Nó không có bị xuống màu giống như những cái chất vải khác đâu, mấy chị cứ yên tâm. Cái này sọc màu xanh đen nè. Sọc màu xanh đen này cũng sọc màu phân. Sọc này cũng sọc một phân màu xanh đen. Rồi thêm 7 mét nữa hả? Cái này 2 mét. Xanh nào 2 mét? Rồi xanh đổ. Xanh đổ là mẫu nào chị Thanh Nguyễn? Em đương lên màu xanh này là xanh lam mà. Cái màu xanh này là xanh lam, nó chạy đường kim vi tính. Cái này nó là nó chạy cái đường kim vi tính nè. Nó chạy đường kim vi tính đó mấy chị. Nó chạy đường kim như vậy đây, mà xé qua nó rất là chắc. Chứ không phải là nó chạy đường kim vi tính là chỗ đó nó dễ rách đâu, không dễ gì rách nó luôn á. Nó chạy đường kim vi tính li tí nè. Mà qua phải đây là qua chỗ này là rất là khó xé. Qua chỗ đó rất là khó xé. Không biết nó chạy kiểu gì mà nó hay ghê á. 2 3 Do vải nó chắc, nó bền, vải này nó bền. Chị Thanh Nguyễn chờ em 6. Xíu. Chạy bằng máy. 12 13 14 Nó chạy bằng máy.
nó chạy bằng máy vi tính mà không biết sao qua chỗ nó khó xé. Cái chỗ mà không có cái đường chạy kim đó nó dễ xé, mà tới chỗ cái đường chạy kim đó là khó xé. Lại măng gồ nữa. Sao chị nào lai em nó tìm chắc rồi. Đau ai đó? Cái đòi măng gồ hồi á. Cái gì? Có măng gồ, có lụa, có đủ thứ mà các chị cứ đòi măng gồ là em chịu rồi. Cái này vô anh mà này. Chị chốt mấy cái này vô anh không mà măng gồ đâu ra. Chắc chốt vô mà sao đòi măng gồ. Măng gồ chưa đây, còn ở đây. Măng gồ đâu, chỉ không có khúc nào măng gồ hết á. Trời ơi, nấu từng chắc từng khúc lên like mà sao vậy trời. Con mua lụa, măng gồ. Chị lấy chắc phải. Cái này 45k. Cái này 45k, khúc này 2m 45k, chỉ mua đó toàn vôn không mà. Có khúc lụa satin chứ mai. Vôn không mát, satin không mát, nói chung là. Chứ cái đó kêu em có nói chắc ở trên live rồi mà. Giờ chị chốt em đâu có biết chị thích cái chắc gì đâu. 45 em chốt cho chị Hồ Hồng. Chị Hồ Hồng ơi, cho em xin số điện thoại nha, chị lên số điện thoại giúp em để em vô tin nhắn em chốt đơn. Sau lưng của chị gì đó, chị Thanh Nguyễn chỉ hỏi màu xanh đỗ gì sau lưng đó. Màu xanh đỗ này hả? Màu xanh đỗ chạy vi tính nè. Khi nãy ai hỏi màu xanh đỗ chạy vi tính, Dung Dung ơi. Dung Dung hỏi xanh đỗ chạy vi tính này đúng không? Phải thì ok nha. Mát thì chỉ có mặt lanh với lại thô cô tâm này nè. Với lại dĩ linh nình. Chắc trước không á. Chắc này đẩy cho chị. Rồi Dung Dung lấy 7 mét này nè. Xanh đổ cho Thanh Nguyễn 2m nè, này cho Dung Dung 7m nè. Ok Dung Dung. Cái của 3 mét cái màu xám của Dung Dung xả ra. Em ơi chị mới coi da mà da mặt em đẹp ghê. Em nhớ nước da không chị ơi? Cả người em nhớ mình nước da không ha. Đây là bỏ cho Dung Dung. À, rồi ok Dung Dung nè. Ủa chứ chị Thanh Nguyễn chị lấy cái nào? Đà Nẵng da ai cũng đẹp hả? Chị Thanh Nguyễn ơi, chị lấy dạ. Cái màu nào báo em cũng biết nữa, em thấy thường thường là Đà Lạt da đẹp mà. Đà Nẵng thì cũng bình thường thôi chị, Đà Nẵng thì da cũng bình thường thôi, tại vì gần biển mà. Rồi chị nào lấy xanh đổ đâu nữa báo giúp em. Chị Thanh Nguyễn 2m. À, chị Thanh Nguyễn 2m nè. Nghe chị Hoa Hình chỉ khen nước da đẹp mừng quá, quen luôn. Dung Dung nó cười. Thiệt mà. Nghe ai khen là khoái à. Cái này nè chưa. Chưa. Để lại màu khác chứ xanh nó nói vừa lên xanh. Cái này xanh có caro. Xanh này có caro mấy chị nha. Mấy cái màu này nó đầm đầm, nó sang mấy chị, nó không có nổi đâu. Mấy cái màu này nó không có nổi, mặt rất là thích hợp. Thích hợp với mặt gia đình, màu đầm đầm nó rất là sang. Này 104, mấy chị lấy thì chia em số mét em cắt cho nè. Mấy chị chia số mét em cắt cho nha.
Cái này 104. 104 mấy chị nha, 104. Chị nào lấy cái này 104 báo giúp em 104 hoặc là chia mét em cắt nha. Thì có caro. Không có chị, cái này chẳng có. Còn cái sau đi bỏ hết. Dạ cảm ơn chị Chúc Ly Ly. Rồi mấy chị lấy cái caro này báo giúp em số mét. Này là KT Thái. Dạ bán chứ chị. À, một mét em vẫn bán mà. Nhưng mà quan trọng là chị mua một mét phải đủ đơn đi. Nhiều lúc có một mét chẳng lẽ gửi 35.000. Nó cũng khó ha. Cái này lấy nè, trên năm mét em lấy hả, để chị đo thử. Mua bao nhiêu em cũng bán hết cái chị hoa hình. Dạ em chưa có màu caro xám chị Tố Vinh ơi. Cái này, cái này không đó. Đủ 5 mét, có 3m7 hà Dung Dung. À Trần Khánh Na. Cái này có 3m7 hà. Lấy cái khúc xanh đó thì Dung Dung 3 mét. Này hả? Không, xanh lấy 6 mét. À xanh này hả? Xanh này thêm Dung Dung 3 mét, cái màu xanh này nó đẹp đi ha. Mấy cái màu này. Hoa Thô Thái Võ Thị Phương. Lấy cái KT Thái luôn hả? KT Thái này như mình còn trên đó hả? Cái này KT Thái chị. Rồi xin đổ vi tính đây, cắt cho Dung Dung thêm 3 mét này. 3 mét rưỡi hả? Rồi ok, 3 4 5 6. Bà lấy cái giấy ghi KT Thái đi. Ở đây, ở trên đó, ở trên đó. Dạ được chứ Thuy Ngọc, được chứ. Yên tâm đi, em dễ tính lắm. Không cần nhằn đâu mấy chị lo. Cái nào mấy chị thích thì mấy chị cứ việc đổi ha, không sao đâu. Đổi là em đổi, sẵn sàng đổi hết á. Em chịu khó mà mấy chị nhận hàng là gì em cũng chịu khó được hết trơn á. Rồi, Thi Ngọc đổi cái này 3 mét đúng không? Rồi lấy màu rút bỏ ra cho Thi Ngọc, lấy này 3 mét nè. Ok Thi Ngọc nè. Chị mang hành 1m2 KT Thái. KT Thái này mấy chị lấy thì báo em cắt luôn nha. Nó là KT Thái nha mấy chị. KT Thái. Nó là dòng KT Thái. May pyjama, may đầm cho nữ. Không có chị Từ Nguyệt Như ơi. Không có màu xanh. Màu xanh của ban chị. Chị Lê Thị Tố Vinh ơi, mình lấy cái KT Thái đó mấy mét báo em để em cắt luôn nha. Vì cái khúc đó là 2m và em còn trong cây. Nếu mà chị cắt mấy mét để báo luôn cho em biết số. Dạ, mét em cắt. Em cảm ơn chị Sang nha. Rồi 3 mét đổi cho Thuy Ngọc nè. Đổi cho Thuy Ngọc rồi, lấy màu rút ra. Rút lấy màu rút của Thuy Ngọc ra nha. Anh Hương lấy cái gì đó. Chị căng KT Thái nhiêu tiền đi chị? À để chị căng 2 mét thử bao nhiêu tiền nha. KT Thái này 2m48k đó. 48k nha Trần Khánh An. Là 24k 1m á. Nè KT Thái nè. KT Thái này mặt nó không có nhào. Tại vì nó có pha. Pha lụa. Người ta gọi là KT Thái. Người ta gọi là KT Thái là nó không có pha lụa. Như là cái chất nó không có mát bằng cái thô cô tông nha. Nó gọi là KT Thái là nó có pha. Còn thô cô tông là nó không có pha. Cho nên là cái này nó không có nhào. Đặc biệt không nhào. Dò vậy nó cũng không có nhào. Nó không có nhào những nữa nha. Những chất mà không nhăn là nó không mát đâu chị. Những chất nó không nhăn đều không mát bằng những chất nhăn. Mấy chị có công nhận điều đó không? Chất nào mà nó không nhăn là nó không bao giờ mát bằng chất có nhăn. Ví dụ như vôn lụa vậy. Không bao giờ mát bằng cái lanh. Dạ lanh thì đợi mai lanh mốt chị Nguyễn Quỳnh Lan. Hoặc là cô tông như thế này. Không bao giờ nó mát bằng lanh đợi những chất có nhăn. Những chất có nhăn là những chất mát. Và những chất không nhăn là những chất không được mát nha. Nên mấy chị phải nhớ cái điều đó. Khi mấy chị rồi, mà đi trồng okay, vải Thanh Hương 6 mét KT. Mấy chị đi trồng vải cũng vậy. Mấy chị biết cái nào mà nhăn. Ủa Thanh Hương lấy về Mega hả? Mega đẹp, KT Thái lên ga đẹp lắm. KT Thái lên ga nó cũng đẹp lắm. Nhưng mà nó không mát bằng cái chất thô cô tông.
nó không mát bằng đâu mấy chị nha, nó không mát bằng thô hàng và cũng không mát bằng thô cô tâm. Tại vì cái chất kate thái luôn luôn là chất pha, người ta gọi là kate thái, là gọi nói chung là kate thái, nhưng mà chắc gọi là kate pha, nhưng mà chắc nó đẹp mềm mịn chứ không có khô, mềm mịn đẹp lắm, chắc rất đẹp, không xáo đâu mấy chị, chắc không xáo đâu, chắc đẹp, chắc đẹp, nhưng mà nó thuộc về mà mát giống như chắc này thì không bao giờ bằng, không bao giờ bằng, không bao giờ bằng chắc này nha. Cái này caro 58k. Rồi cảm ơn chị Trúc Ly Lê nè. Lấy caro cho chị, chốt chị đi làm nè. Caro chị, caro nào chị Thố Vinh? Caro xám em chưa tìm thấy mà. Cái này màu trắng này 58 này mấy chị. 2 3 4 2 mic 2 58 2 mic 2 58k 2 mic 2. Chị nào lấy 58 báo giúp em 58. 58k 2 mic 2 màu trắng có caro. Chị nào lấy màu trắng có caro đó 58. Chị Lê Thị Tố Vân ơi, chị chọn mẫu khác giúp em về, cả caro xám nó là hết hay hai đầu rồi, em tìm chưa ra. Hết rồi. Chị nào lấy 58 báo giúp em 58. Rồi em lên chút vôn lụa đi ha. Cái này vôn lụa caro đen, giờ mấy cái màu chị cần giờ nó lại không có ở đây á chị Tố Vinh. Cái này vôn lụa caro, vôn lụa chấm bi 41k, váy áo đầm bộ không cần lốt. Chắc đẹp ghê hả. Vôn lụa chấm bi, váy áo đầm bộ không cần lốt, 2m41k. Cái này hàng khốp nên là mỗi loại nó có ít thôi, nó không có nhiều. Em đã like qua rồi thì 41k sợ là không còn nữa. May quần dài. Chị ơi, cái này chị may quần đi làm á hả? Không phải đâu chị. Cái hàng này là may sơ mi, may pyjama, may ga giường, may đầm, chứ không có may quần tây được chị nha. Không may quần Âu được. Cái này may không may quần Âu được đâu nha. Cái vải này không có may quần Âu, không may quần tây được. Này là may đồ bộ pyjama, may áo dài, áo quần, may áo đầm, may sơ mi nam nữ. Vậy hả chị Anh Trương, cảm ơn chị rất nhiều nha. 58 em chốt cho chị Hồ Hồng. Cái này 37k. 37k, chị nào chốt mã này 37. Báo giúp em 37. 37k, khúc này là thô nhúng. May pyjama đồ dài đúng không? Rồi, nhưng mà giờ chỗ này nó không có caro đen. Khi nãy em có một khúc màu đen em đã like rồi. Cái này 1m7 mấy chị nha, thô nhúng màu mỡ gà chấm bi đen. Khúc này 1m7 thô nhúng màu mỡ gà chấm bi đen. Đó em là còn mấy màu xanh đổ, xanh biển, màu ruốc, đồ mấy màu sáng sáng thôi à. Chị may cái sọc đen này không? Cái này sọc này chị. Cái này chị lấy không? Cái sọc này. Sọc của nó là sọc màu tím á. Này màu đen. Chị Tố Vinh lấy mẫu này thì ok giùm em. Chị Tố Vinh lấy mẫu đó ok giùm em với nha. Tố Vinh lấy mẫu đó thì ok giúp em. Đây cái này cũng màu xanh đỗ có hình này nè. Cái này cũng màu xanh đỗ có hình cái cây và chữ. Đây mấy chị lấy cái này báo em số mấy em cắt cho nè. Ga giường, cái này lên bộ ga giường sang chảnh lắm nha. Cái này mấy chị lên cái bộ ga giường sang chảnh lắm luôn. Mấy chị lấy cái này ga giường sang chảnh lắm. Mấy chị lấy báo giúp em số mét nè. Cái này nó dài. Chị nào lấy báo giúp em số mét. Cái đó nó sang chảnh lắm mấy chị. Cái màu đó nó có cái hình chờ cây và cái chữ nè. Lên cái ga trải, trải trải trong phòng nó đẹp. Đẹp và sang chảnh lắm nha. Xanh đổ 8 mét cho Trần Khánh Na này. Mát tuyệt vời. Hai. Thích mát nữa thì mặc lanh chứ đâu có mặc lụa được. 4 5 6 7. Chị vô thường chỉ hỏi cái gì ta? 9 sao? 10. Em đang like vải thô đó chị vô thường. Phải KT á các chị, thô là KT. Cái này có 6 mét rưỡi thôi hết rồi.
hết rồi, một có một mà có 6,5 mét hả? Đen nó cũng kate, cũng thô kate siêu gì có coi. Nó là loại này nó là cô tông, thành ra mấy chị cứ yên tâm về cái chất, nó thấm hút mồ hôi rất là mát. Mấy chị cứ yên tâm. Rồi rằng Khánh An lấy rồi, chị Thiến A Dương không có nha. Em tưởng đâu nó nhiều không hay nó ít. Chị Thiến A Dương không có nè. Cái chất này mấy chị thích mát thì mấy chị mặc cái chất này nó rất là ok. Nó mát lắm. Có rồi á Thanh Hương, tại vì nó nằm ở trong cai. Dạ chị Hạnh Đàm, hôm nay em không có vải một màu á chị. Chuẩn bị về á chị. Chuẩn bị về mà về vải một màu. Vải một màu em chuẩn bị về mấy chị nha. Em chuẩn bị về mà vải một màu nó đẹp lắm. Mấy chị có thể là linen lụa. Cái linen lụa này mấy chị lên cái ga giường này. Đây em lấy mẫu gì nè, người ta lên cái linen lụa này, ba màu đuổi với lại linen lụa. Là một màu mấy chị may quần quần ngố, quần ống rộng đều được hết. Chắc là cỡ ngày mai ngày mốt gì là em bán vải một màu đó. Thô này nó 1 kg nó tầm cỡ gần 5 mét cái chị và Ngọc Tào Ngọc Võ Tâm nha. Nó chỉ gần 5 mét thôi. Rồi ok chị Vô Thường lấy cái đen 1,5 mét nè. Cái này 126k nó cũng chạy đường này là đường vi tính nha mấy chị. Nó chạy cái đường này là đường vi tính. Đó này thử máy mét thi. 156 á, cái đó 100 máy em đọc quên rồi. Mấy chị lấy hạt chia mét em cắt nha. Rồi 1,5 mét cho chị Vô Thường nè. Chị Chốt Ly Lê là người chia sẻ nhiệt tình nhất của em nè. Đợt này em sẽ tặng quà cho chị nha. Đợt này sẽ tặng quà cho chị Chốt Ly Lê nè. Chia sẻ nhiệt tình nhất với em luôn á. Cái nào cũng chia sẻ rất là nhiều. Cái màu cà phê sữa này mấy chị lấy báo giúp em số mét nha. 5,2 mét. Cái màu cà phê sữa này 5,2 mét màu nu á, cà phê sữa nhạt. Nó chạy vi tính mấy chị nha, chạy vi tính có màu tím cà. Ôi cái đợt hàng này nó không có màu tím cà á Dung Dung. Tím cà nó có thô hoa hôm đó không có một khúc dài. Chị có để lại một cái chị may áo á. Chưa đợt nào mà chị để vải nhiều như đợt này để may đồ. Có giãn á chị Quỳnh Trân, có giãn. Có giãn chị Quỳnh Trân nha. Cái vải này toàn bộ có giãn hết. Cái nào không có giãn em sẽ nói cho mấy chị hay ha. Cái sọc này có co giãn, may quần ống rộng mặt đẹp. Cái này 126k 5,2 mét. Có 156k 5,2 mét. Ai ai? Chị Bình Thủ bữa đó chị lấy cái này bỏ cho chị rồi. Ấy là giờ chị nhận chưa có hàng hả? Chưa có trong bao. Biết vậy là còn một bao nữa trong đó. Rồi mấy chị lấy cái này 126, mấy chị không lấy hết thì chia mấy kem cắt nha. Nó chạy này là chạy vi tính đó mấy chị. Nó chạy này chạy là chạy đường kim vi tính li ti. Nó nhỏ lắm, rất là đẹp và rất là độc quyền. Mấy chị lấy báo giúp em số mét. Mấy chị lấy báo giúp em số mét nha. Mấy chị không lấy hết báo giúp em số mét. Sọc đen em không còn đủ 2 mét, còn nhỏ thôi, còn cỡ 1 mét hơn ha, không đủ 2 mét. Đúng rồi, mấy cái này mà có tím cà hay tím môn thì đẹp lắm. Cái này cũng màu xám, 99k. Không đủ 2 mét chị ơi, tím có không? Nó đem tím vô đây. Không đủ 2 mét chị Quỳnh Trân ơi, chị Hồ Hầm chị cũng mới comment 2 mét cái mã này không đủ. Nó còn có 1,5 mét thôi chị. Cái này chị nào lấy cái này báo giúp em. Cái này mấy chị lên bộ quần ống rộng cho mình cũng đẹp lắm nè. Sơ mi nam hay bộ quần ống rộng cho mình gì cũng đẹp, lên đầm cho mình, đầm sung, đầm body, đầm chữ A, đầm sơ mi. Nói chung tất tật các loại đầm đều được hết. Chất mát và có co giãn. Cái này mấy chị lên bộ ống rộng đẹp lắm. Nó cũng gần gần giống như chất linen thun á, đẹp ghê luôn á mấy chị ơi. Rồi ok, 1,5 mét cho chị Quỳnh Trân nè. Cái này mấy chị lấy báo giúp em nè. 99k. 99k. Mấy chị lấy cái này 99k. Em có chưa, hồi sáng dục ra mà chưa. Sao chị Quỳnh Trân 1,5 mét, chị Quỳnh Trân chị lấy rồi chị Hồ Hồng ơi. Cái này 99k được 2,5 mét. Cái này nó giống như chất linen thun á mấy chị, đẹp lắm. 99k 2,5 mét. Mấy chị lấy cái màu này, nó gần gần giống như qua màu à. Màu tím môn nhạt á, hay đẹp ghê á. 99k. Mấy chị lấy mã đó 99.
99k. Cái này thua. Khúc này 17k. Mấy chị lấy cái này 17, comment giúp em 17. 17k. Chị nào có lấy cái này 17 may đủ cái áo nha. Cái áo kiểu cho mình hoặc là đầm cho trẻ con. 17k. May cái áo kiểu cho mình hoặc là đầm cho trẻ con. Cái này nó là màu tím môn nè. Màu tím môn mấy chị có chữ nha. Caro nhí. 17 em chốt Võ Thị Phương. Cái này caro nhí mà có dằn chữ mấy chị ha. Hết rồi chị Trúc Lê Lê. À 99 này chị lấy 1m3 à. Rồi ok chị. Nhầm. Đợt này chốt hàng cho chị Trúc Lê Lê, nhớ tặng quà cho chị nha. Chị chia sẻ nhiều lắm. Môn cho Trần Khánh An 7m nè. 1m3 cho Trúc Ly Lê nè. Tưởng hồi sáng nói đó, nó kêu đi làm trưởng thời trang là phải nhường trang rồi mới được nè. Đảo ai giống như chị Trâm. Bảy mét cho Trần Khánh An nè. 1 2 4 8 9 10 13. Ông Điền là ông thèm ngó rồi nè. 14 7m cho chị 17 7m cho Trần Khánh An nè. 1m rưỡi cho chị Cam Diệu. Ủa rồi cha hết rồi. Chị Cam Diệu còn được có một chút xíu à. Được cỡ gần 1m. Em tưởng đâu còn em cắt. Màu vàng này mấy chị ơi. Có một khúc màu tím môn đó hả? Ủa 99 em thấy màu xám xám tím tím mà sao chị cắt vàng. Không, 99 là cái này. 99 là cái này nè Dung Dung, cái này là 99 nè, này là màu nu. Màu nu. Hết rồi, màu vàng này mấy chị, màu vàng này cũng caro nhí 73. Màu vàng này là 73. Dạ. Caro nhí có chữ màu vàng mà có chữ nhỏ này nè, caro. Caro nhí có chữ màu vàng xin chưa? 73 chốt cho Trần Khánh An luôn nè. Cái này 1m rưỡi mấy chị. Trâm Diệu ơi, còn khúc bé tẹo đây giờ chị may cái gì? Cái này màu xanh nước mấy chị nha. Màu xanh nước. Chắc vải này nó yêu ok lắm mấy chị, yên tâm đi. Dạ cảm ơn chị Trúc Ly Lê nè. Cái này 35k 1m rưỡi. 35k 1m rưỡi cái gì? Cái này hả? Này linen. Linen lụa. Linen đẹp chưa? Cái này 35k 1m rưỡi. Thôi tặng cái nó cho chị Trâm Diệu đi, về chị may may khẩu trang cũng được, may quần đùi đi ngủ cũng được. May được cái áo cho mình đó chị. May được cái áo cánh đó chị. 35 em chốt cho chị Võ Ngọc Thúy nè. Võ Ngọc Thủy 35 này, chị nào lấy cái trắng kem này mấy chị, nó là chất linen nha. Linen lụa mấy chị, linen lụa. Trắng kem này là linen lụa, nó có cái caro. Không tài nào thấy được cái hoa văn á. Linen lụa này mấy chị lấy may may đầm sơ mi này, áo sơ mi cho chồng này đẹp lắm nha, nó có caro nha, caro ẩn á. Caro nha, nhạt màu trắng này. Sướng hè dạ. Lâu lâu mới có một cái tặng mà sướng gì. Cái này nè, chị nào lấy cái linen lụa này báo em số mét nè mấy chị ơi, đẹp lắm, cái này đẹp lắm mấy chị. Linen sơ mi cho bé trai, cho nam, đầm cho mình, áo sơ mi cho mình, áo đi làm nữa mấy chị, đẹp lắm. Cái này chắc linen lụa, đẹp ghê luôn. Mấy chị ơi, cái hàng này mấy chị mua cái áo này mấy chị về mấy chị may lên nó mát rượi rượi mà nó đẹp.
cũng không có nhào lắm, mấy chị giặt mấy chị teo lên là mặc thôi, không cần ủi đâu. Này áo này chưa một lần ủi. Linen lụa này cho Trần Khánh An 5 mét này, 2 3 đẹp lắm. 4 5 6 7 8 9 Khánh An 5 mét này. Chị Hạnh Đàm 1 mét rưỡi, chị Thúy Nga Dương 2 mét. Này lên sơ mi thôi tuyệt vời, trên cả tuyệt vời á. Mấy chị lên cái kiểu đầm mà đầm cổ bẻ cổ vết á. Cổ vết bẻ cho mình cũng đẹp lắm. 1 mét rưỡi cho Hạnh Đàm. Chị Thúy Nga Dương. Chị Thúy Nga Dương cũng còn có 1 mét rưỡi thôi. Chị Thúy Nga Dương còn cũng 1 mét rưỡi chứ không đủ 2 mét. Thúy Nga Dương còn 1 mét rưỡi chứ không đủ 2 mét nha. Đây. Này sao mấy chị, cái chắc này mấy chị lên bộ quần ống rộng mặc cũng đẹp nha, không cần phải lên pyjama đâu, mấy chị lên bộ quần ống rộng cũng đẹp lắm. Cái chắc vải, cái chắc vải như thế này nè, cái chắc vải như thế này mấy chị lên bộ đồ quần ống rộng cho mình mặc cũng xinh ơi là xinh. Cái này mấy chị lấy báo em số mấy cũng dài, lên một bộ đồ quần ống rộng cho mình mặc đó mấy chị, lên cái kiểu quần ống rộng, lên cái kiểu quần ống rộng này nè, mấy chị mặc cũng đẹp. Ai bên có ghi mã số rồi á. Đây nè mấy chị, mấy chị lên quần ống rộng kiểu này nè. Đây nè, cái vải như này mấy chị lên bộ ống rộng như vậy cũng đẹp á. Linen lụa em hết rồi. Vậy em qua cái xanh này. Xanh 7 mét cho Trần Khánh An này, chứ không phải lên sơ mi nam với lại đầm đồ được đâu. Cái này mấy chị về chế ra những cái mẫu quần ống rộng như thế đẹp lắm. Mặc với áo crop top hoặc là áo thun á đẹp lắm đó mấy chị. Không phải là nó bán về may cho nam là mấy chị là chỉ rạch may cho nam thôi đâu. May cho mình những cái mẫu mình thích cũng đẹp lắm, lên bộ đồ đùi đồ nè, được thấy cái mấy chị nha, không phải là may sao may không được đâu. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Rồi hello chị Hoàng Trà, vô là các cái này à. Cái này chắc của nó gần giống như linen lụa, nó mềm mà nó mát y như linen lụa vậy mấy chị, đẹp lắm. Cái chắc nó đẹp lắm mấy chị ơi, cái chắc này. Nói chung cái lô hàng này về hoa văn thì em không dám chắc, chứ còn nói về chắc là cái nào nó cũng đẹp hết trơn á. Không có chắc nào mà em chê được luôn á. Nói về cái lô hàng này là em không chê chắc nào luôn á. Hết rồi nè chị Liên Nguyễn nha. Chào chị Hồng Trà, cái này chị Hồng Trà lấy 2 mét rưỡi mà còn có 2 mét hả? 2 mét rưỡi y này, sao chị có duyên dữ vậy. Hết rồi nha, tới chị Hoàng Trà là em hết. Chị Thanh Nguyễn không có nè, chị Trúc Lê Lê cũng không có nè. Chị Nhi Trần chỉ có đơn mà. Ai nói không có hả nào? Ý là kêu đi rồi để coi thử, chị ok rồi. Ý là kêu tưởng là kêu đi rồi chứ sao nó không có đơn, em mới chốt chị xong mà. Chị đi, chị Thi Ngọc okay chỉ kêu là đi với chị, nhưng mà em kêu là để coi thử đi chưa, chứ không phải là nó không có đơn. Kêu là để coi thử đi chưa, chứ phải là để nó có đơn đâu, nó không có đơn đâu. Mới vừa chốt xong mà sao nó không có đơn được. Cái này nè mấy chị, nó có sọc ngang như thế này nha, màu xám. Em bỏ qua cái thâu gói rồi đó chị, mà không biết là đã đen gói nó ra gói gửi chưa, để em kiểm tra rồi em gộp. Nếu như còn thì em sẽ gộp chung của chị Thiên Ngọc vô luôn. Nhưng mà nếu như đi rồi thì thôi, tại vì giờ là em đương đứng lại là em trả lời chung chung vậy á. Chứ em đâu nó không có đơn. Chị nhắn tin với kia sao chị hay nói chị không có đơn. Chị
bỏ hoa lấy một bộ ga, chị bỏ hoa chọn. Chị ơi lấy màu gì nữa? Chị em mà mấy chị khốn cho em như vậy nó khó lắm. Em không thích mấy, em không biết mấy chị thích màu gì mà em chọn. Cho nên là mấy em chị có phải màu xanh biển, nói màu xanh gì. Đổ, màu cái này là màu xám này, chị nào lấy màu xám này báo giúp em. Màu xám này mấy chị ơi, cái này màu xám có sọc ngang, sơ mi nam, pyjama nam, đầm cho nữ, sơ mi nữ, ga gối nệm đều được hết. Mấy chị lấy báo giúp em số mét. Mấy chị lấy báo giúp em số mét nha, màu xám. Chị nào lấy cái màu xám này báo giúp em số mét. Màu xám này mấy chị lấy báo giúp em số mét nha. Mấy chị lấy màu xám đó báo giúp em số mét. Cái đen đó mà vô trong đó nó nhìn ra cái chữ ta chết liền á. Có trà mua lâu đời nên Hạnh xám tắm mấy cho bạn Khánh Anh. Nên Hạnh biết trà thích gì. Dạ biết chứ, hiểu luôn á. 1 2 3 4 5 6 7. Bồ đen là thì bồ đen mới có phúc là ngày hôm qua like, sáng nay không like. 11 có 5m7 thôi Khánh An ơi, không đủ 8m. Màu xám này 5m7 à, không đủ 8m Khánh An. Cái này 5m7 không đủ 8m rồi, không đủ 8m. Đẹp dữ. Đẹp đi á, đẹp quá. Cái này cũng màu xám nè, mấy chị lấy cái này báo em nè. Xám caro chìm. Bọc hai gói, một gói ôm ba. Dạ, em biết. Em biết, nhưng mà em không biết chị lấy màu gì. 6 mét là đủ chị ơi. Hai gói mà bọc hai gói, một gói ôm ba ba thứ bao nhiêu mét. Dạ mà... cái nói là chị là cắt 7 mét là đủ quá chị. Đây cái này mấy chị ơi, cái màu nó đẹp quá trời luôn á. Cái màu nó đẹp quá. Để em coi thử em đo này nó nhiều không. Thơm ghê á, vải thơm ghê á. Đẹp á Khánh An, cái này đẹp lắm. Chắc nó đẹp mà nó thơm dễ sợ, chắc đẹp lắm. Cái này chắc đẹp dã man, Khánh An lấy hết nè. Khánh An lấy hết rồi chị Thanh Nguyễn ơi. Màu như vậy là sáng nè, chị lấy màu này không? Chị vỏ hoa lấy màu này thì ok nha. Rồi xả 5 mét xúc chấm trước rồi lấy sấm sau. Ok rằng Khánh An. Lấy sấm xa trước bỏ ra cho Khánh An. Chị lấy màu này được không? Khúc 5m7 em lấy nha. Rồi ok, khúc 5m7 bỏ cho như ý vỏ này. Cái chất vải này nó đẹp lắm như ý vỏ ơi. May may nằm mát lắm, may áo sơ mi nam, pyjama nam đầm cho mình gì cũng đẹp hết á. Chất này nè. Chất đẹp dã man thiệt á chứ. Chất cũng đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi chị vỏ hoa lấy màu xanh nước đây, để em bỏ màu xanh nước cho chị nè. Màu xanh này nó có cái hình nhỏ nhỏ như thế này nè nha chị vỏ hoa nha. Đây em đo thử khúc này nó bao nhiêu mét. Mấy cái màu này nó là màu đầm đầm, nó không nổi nhưng mà nó rất là đẹp và rất là sang. Mấy chị cứ yên tâm đi, vô hình nó không ăn màu, ở ngoài nó đẹp lắm. Nó 8 mét luôn á chị vỏ hoa lấy luôn nha. 8 mét nó vầy mày thoải mái luôn đó. Màu đẹp lắm, giả dài dặn. Rồi ok chị vỏ hoa nè. Mà hỏi như vậy là em tự tin em bỏ. Còn khoán cho em là em khó bỏ lắm. Cái này cũng màu xanh nước. Đúng rồi, may ga gối đẹp lắm á, như cái vỏ đẹp và rất là mát. Xanh nước cho vỏ Ngọc Thủy 4m7 ha. Chị lấy màu này được không? Cái này nó cũng có cái quạch quạch mà màu chìm.
chị Võ Ngọc Thủy lấy màu này được không? Được thì ok em bỏ cho. Chắc thì ok lắm chị, chắc này mấy chị nhận. Không bao giờ mà mấy chị chê cái chắc này được hết trơn á. Cả nhà em bốn đứa, đứa nào cũng đem về may ga gối, đem về may áo cho chồng hết trơn á. Rồi 47 khúc này được nè, chị Võ Ngọc Thủy lấy khúc này nè. Khúc đó đẹp lắm luôn á. Mấy cái hàng này mấy chị không chê vào đâu. Mai Sơ Mi Nam may đầm cho mình mấy cái gì cũng đẹp hết á. Rất là ok, chắc nó đẹp lắm mấy chị nè. Cô Tâm thôi, không có co giãn nha. Nó cũng có cái hình này màu trắng nè. Cái sọc, cái này nó không có co giãn. Cái này không co giãn mấy chị nha. Rồi chị Võ Hoa, cái đó 8 mấy em bỏ luôn cho chị á. Cái này mấy chị nó có cái hình lá như thế này nè. Chị nào lấy cái sọc đen trắng này thì báo giúp em. Sọc của nó là sọc 3 ly. Sọc 3 ly nha. Mấy chị lấy sọc này báo giúp em sọc kèm số mấy. Sọc kèm số mét, không có co giãn. Riêng cái này nó không có co giãn nha. Cái sọc này nó không có co giãn. Mấy chị lấy sọc này báo giúp em sọc kèm số mét. Sọc kèm số mét nha. Nó có cái hình này. Lên đầm đồ cũng đẹp mấy chị. Lên đầm xè kiểu Barbie doll cho mình và cho trẻ con á. Rất là đẹp. Mấy chị lấy sọc báo giúp em sọc. Sọc Đằng Khánh An lấy 8 mét hả? Rồi ok nè. Lên lên cho trẻ con đầm Barbie doll, áo kiểu á. Áo kiểu cho bé mặc cái quần sọt đồ cũng đẹp lắm. Chắc mát. Rồi cái sọc đó em hết nha. Khánh An lấy 8 mét hết rồi chị Lý ơi. Chị Lý không có nha. Chị Lý không có. Khánh An lấy luôn 8 mét rồi. Khánh An lấy luôn 8 mét rồi nha. Xanh đổ mấy chị có chữ hình toán học hả? Hay là hình chữ ký đây? Chữ ký. Cái này hình chữ ký á mấy chị. Mặc ra học ký. Bạn bè ký như nhà, đúng cái người ký. Cái này có cái quạch quạch như thế này nè, giống như chữ ký á mấy chị. Màu xanh đổ nha mấy chị. Mấy chị lái báo giúp em số mét. Chắc vải này mấy chị thích may bộ mặt nhà mà may kiểu bộ quần ống rộng vẫn được nha mấy chị nha. Tại vì cái chất vải này nó mát lắm. Nó mát cái thứ nhất, cái thứ hai là nó có độ co giãn á mấy chị, mặc sướng lắm. Không phải nhất thiết là phải may sơ mi nam hoặc may ga giường đâu. Mấy chị may đồ bộ ống rộng cho mình mặc ở nhà cũng mát nè. May bộ đồ ôm vô cũng được tại vì nó có độ co giãn. Nói chung cái chất vải này mặc sướng, mấy chị may cái gì cũng được. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là nó mát. Thứ ba nữa là nó có độ co giãn. Màu của nó thì màu đầm đàm. Không có nổi, nó không có nổi. Nó rất là sang và nó đàm chứ không có nổi. Thằng muốn tới đắng đứng rồi cả. Mấy chị lấy cái này màu xanh đổ báo giúp em số mét nha. Mấy chị lấy màu xanh đổ này báo giúp em số mét có chữ ký nè. Mấy chị lấy báo giúp em số mét.
nó màu nó giống giống á chị, màu nó gần gần giống nhau, nó đầm đàm đàm á vậy á chị. Gà chị chúc li li trái túng trái túi luôn rồi. Khánh An 8m nè, nhưng mà mấy cái mẫu này về mấy chị không có sợ rau nó, mấy chị mai không cái này, mấy chị mai cái khác à, không không dư được. Chắc vải sờ nó rất là sướng, sờ đã lắm. 1 2 3 trái túi thiệt đó chứ, 4 5 6 7 9 mà chắc vải này Khánh An nhận chắc không hối hận đâu, tại vì cũng đẹp lắm. Chắc vải này nó đẹp lắm. 12 rồi, đủ 8m này, đủ 8m cho Trần Khánh An rồi. Hết chị Hoa Hướng Dương ơi, mấy chị thích màu đen thì em có màu đen đây. Đen này nó không phải đen tinh, không phải đen trơn, nó cũng có chấm hả, đen có chấm trắng trắng á mấy chị. Mấy chị thích đen thì em có đen đây nè, đen này cũng có co giãn đây. Mấy chị thích lên sơ mi đen cho chồng thì lấy cái này, nó cũng có cái đình này giống như là quẹt sơn đó mấy chị. Những này giống như mặc xong đi đi sơn nhà người ta ăn dính quá, mặc vô là làm thợ sơn chị ơi. Này mặc này cái họ tưởng mình đi làm thợ sơn về, không phải là giám đốc. Cái này giống như giống như mình đi làm đi sơn cho họ về nó dính sơn quá à. Mất cười. Tự nhiên màu đen nó sơn cái này vô nhìn giống như đi làm có bị dính sơn quá. Để cho đọc lại chứ. Giống thiệt luôn á, bị dính sơn á. Tại nó màu đen mà sao nó sơn cái trắng nó lên nhìn. Nhìn mắc cười quá. Họ bỏ qua bên đi. Làm thấy lo bất mệt. Chị nói với con gái chị nghĩ mua xem rồi mê mua nữa. Nói nó mua không có, để quá nhiều mê. Dạ đúng rồi, mê đó chị. Chị nào cũng mê hết trơn á. Mê có mua về chắc vậy đó chứ mai sao hết, mai sao kịp. Mà cứ tới giờ là cứ thích lên xem coi thử có cái gì đẹp không, có lại vua tiếp. Vậy á, cứ vậy á mấy chị, thành ra là để đầy nhà. Cái này màu xanh nước mấy chị. Màu xanh nước nha, nó cũng có cái đường quạch quạch như thế này nè, màu xanh nước. Cái vải của nó là caro xíu xíu nhí nhí như thế này nè. Nó có đường quạch quạch. Mấy chị lấy báo giúp em số mét nha. Mấy chị lấy báo giúp em số mét. Chị nở không? Ai bán vải mà nó phải. Dạ, thầy nó giống thiệt mà. Đúng rồi chị ha. Đúng rồi chị lấy ha, giống thiệt mà. Cái này đám ma ở đâu? À, cháu Thanh Vinh về ông à, cháu Ngãi Đông. Ủa, ông gia của Bắc Kiều mà sao cháu bên Ngãi Đông? Ủa mà sao lại cho Ngãi Đông vô lý vậy? Cái này mấy chị lấy báo giúp em số mấy. Cái này mấy chị lấy báo giúp em số mấy. Thí Nga Dương 7m nè. Đông đi đông đó chứ. 2 3 4 5 Kiều lùng lùng trắng trắng ở trên Trùng Sơn nè. 6 Dương nè. Dạ cảm ơn chị Liên Hoa. Ông xã chị nói mua không đi cắt được, chắc qua dịch đem ra lai bán thử thử như hàng quá. Dạ ra lai thử đi chị Chúc Lily, biết đâu làm giỡn mà nó thành thiệt cũng có. Có đó chị Như Ý Võ, như người nào chị lên mà mình
Dạ chị theo dõi like có. Dạ cảm ơn chị Sang Nguyễn, tại vì em về một lô lụa như vậy thì nó lẵng vài cây mango thôi, chứ nó không phải là đa số là mango á chị. Cái này nó có caro mà nó không đủ chín mấy cái như ý vỏ nè. Nó caro như vậy nè, nó không có đủ chín mét như ý vỏ lấy không. Cái này nó không đủ chín mét. Cái chất vải này nó mềm mại mà nó là cô tông, thành ra nó mát lắm. Mai mặc ga gối hay áo sơ mi nam gì mai cho mình mai đầm á, đẹp. Nhưng những cái màu này nè, màu này là màu màu hồng caro nhí, màu hồng dâu, có chữ như thế này. Mấy chị lên những cái mẫu đầm á, lên đầm nó đẹp lắm. Cái gì? Mẫu này mấy chị lên những cái mẫu đầm nè, đẹp mà. Đây mấy chị lên những cái mẫu đầm như thế này nè. Đó, lên những cái mẫu đầm như thế này nè mấy chị, lên đẹp lắm. Rất là đẹp, mấy chị lên những cái mẫu như thế này nè. Đó, mấy chị lên này tại vì nó có độ co giãn mấy chị không có sợ. Cái này nó là cô tông, mấy chị lên lên đồ như thế này cũng đẹp nè. Đây nó lên cái kiểu giả vét như thế này cũng rất là đẹp, tại vì chắc nó dài dặn. Cái thứ nhất, cái thứ hai là nó có độ co giãn á. Nó có độ co giãn thành ra mấy chị lên đầm xinh lắm. Đó, lên những cái kiểu như vậy được hết á mấy chị nha. Cái những cái vải thô này mấy chị lên như vậy được hết, tại vì nó có độ co giãn á, lên rất là đẹp. Lên đầm 8 mảnh như thế này cũng đẹp nè. Cái này là 8 mảnh. Bên đây mấy chị cử động thoải mái vô tư không có sợ. Nó có độ co giãn á. Chị hai mấy hồng cho như ý vỏ này, hồng này là hồng dâu có caro nhí nhí á. Cái hồng đó mà dạ 1m4 thì chị mua cỡ 5m5 6m là đủ rồi đấy chị. Bé gái được á. Lên đầm cho mình, lên cho bé gái gì cũng đẹp hết. Cái này giống người khác. Đó, khác. Hai cái khác nha. Chữ khác, cái hộp tí. 2 mét cho vỏ thịt xương nè. Cái biên mà em xé không được, cái biên nó chắc lắm. Vỏ thịt phương lấy 3 mét chứ không phải 2 mét hả? Rồi bỏ 2 mét đó cho chị Lý đi. Rồi chị vỏ thịt phương 3 mét. Ủa hết rồi. Còn có 1 mét hả? Vậy chị Phương lấy luôn. Chị Phương ơi hết rồi. Cái này của Như Ý Vỏ là đây hả? Như Ý Vỏ đâu có lấy. Không lấy à? Như Ý Vỏ lấy cái khúc nó thôi. Còn chị Lý lấy mấy mét, chị Phương lấy mấy mét đây. Giờ cái đó chị Phương thì lấy đầu 3 mét. Lấy 3 mét hả? Rồi bỏ luôn cái khúc này cho chị Phương đi. Dạ không, em chỉ đưa mẫu như vậy thôi đấy chị, không có caro như vậy. Em ví dụ mẫu mình là len nó như đã vậy được á. Em ví dụ là những cái vải caro này của em bán này nè, mấy chị len những cái mẫu đầm như vậy được hết ha. Còn màu gì nữa lấy luôn ít màu nữa nè. Đây cái sọc này mấy chị may cho áo sơ mi cho nam, bộ đồ ống rộng cho mình, hoặc là những cái mẫu đầm á. Khúc xanh nãy chị dơ. Em không lấy, chị bỏ ra ngoài rồi mà. Do mạng rồi chị Liên ơi. Cái này nó có đường sọc xuống mấy chị nè. Có co giãn nha, nó có đường sọc. Đường sọc xuống có co giãn mấy chị. Cái này nó có đường sọc xuống có co giãn. Đường sọc xuống có co giãn mấy chị. May đầm, may bộ ống rộng, may áo sơ mi nam, pyjama nam đều đẹp. Màu xanh đổ nha. Màu này nó đàm đàm, nó không có nổi đâu mà mấy chị mát nha. Đặc biệt cái điểm của nó là rất là mát. Hai lần hỏng rồi đó nghe. Dạ cái đó không có, đó có 3 mét hả? Cái đó chắc em còn ngồi đó để em đem vô thêm. Mấy chị lấy cái sọc này báo giúp em số mét nè. Mấy mấy kiểu đầm mà vậy đó mấy chị, ôm ôm xè xè sơ sơ vậy đó, tại vì nó có độ co giãn. Mấy chị lấy báo giúp em số mét. Ủa nãy có cái ông không tới ngồi ghế rồi ông đi lại rồi. Mấy chị lấy báo giúp em số mét nha. Chị nào lấy mã này báo giúp em số mét. Màu xanh này mấy chị lấy báo giúp em số mét. Cái này linen màu xám. Màu xanh này xám chì vậy mấy chị. Cái này màu bút chì linen 81k linen. Cái này linen. Linen 81k. Khúc này linen. May bộ quần ống rộng nha. 81k 2m5.
2,5m 81k linen. Linen có hoa, len bộ quần ống rộng, len đầm gì cũng được hết ha. 81k. Mấy chị lấy cái này 81. Báo giúp em 81. Xanh 2m cho chị Thanh Nguyễn. Chị Thanh Nguyễn 2m nè. Coi thử nó có khác màu thì lấy. Mấy màu này nó giống giống nha. 2m cho chị Thanh Nguyễn nè. Khúc linen này 81, mấy chị lấy khúc linen này báo em nè, linen nha mấy chị. Cái đó linen. Có cái này màu giả riêng. Cái này màu xanh xám mà giả riêng. Này cũng có hoa văn blon blon. Dạ được, để em cắt cho chị lấy 1m nè. Rồi em cắt cho chị lấy 1m linen xám này nè. Cái này 123, mấy chị lấy báo giúp em cái màu, nó màu giả riêng nha mấy chị. Nó có hoa văn nè. Đẹp ha. Này 123 mấy chị nha. Nó có cái hoa văn vòng 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 nè. Nó có cái hoa văn vòng 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 nè mấy chị. Mấy chị lấy cái hoa văn vòng vòng này báo em số mét nha. Mấy chị lấy báo em số mét em cắt cho. Chị lấy đâu rồi? Mới dục xuống đó mi quăng đi đâu rồi. 1,5m xám linen cho chị quyết định. Rồi em hết. Xám linen này em bỏ cho chị quyết định luôn nha. Em cắt cái đó 1m, còn là 1,5m. Rồi bỏ cho chị layer vừa. Chị quyết định nè. Rồi chị Anh Kim Nguyễn 2m nè. Rồi chị nào lấy mã 123 đó nữa báo giúp em 123 kèm số mét. Alo. Nghe. À, chị đổi số điện thoại rồi, em xem cái số điện thoại chị, em điện lại thử. Nó là 1. À, chị ghi 14 ở trên là 149 mà nó là 146 đó, em điện lại số đuôi là 146 á. Rồi chị nào lấy cái mẫu 123 này nữa mấy chị. Áo sơ mi nam hay đầm cho mình đều gì được, có co giãn nha. Nó co, nó mát, đặc biệt nó mắc là rất là mát. Mấy chị lấy báo giúp em nha. Sao nó mấy mẫu nó giống giống nhau không vậy trời. Cái này cũng caro nè. Chị Lý hồi nãy chặt caro đó, lấy caro này không. Cái này cũng caro nhí mà màu của nó cũng màu hồng ca, màu hồng dâu đó. Mà cái chữ, cái này nó chữ nó khác. Cái này mấy chị lấy caro hồng này thì báo giúp em số mét nha. Nam nữ bé gái bé trai gì được hết. Mấy chị lấy báo em số mét em cắt cho. Mấy chị lấy báo giúp em số mét em cắt cho. Cái này nó là linen lụa này. Linen lụa này 91k, màu xanh tha. 91k. Chắc đẹp dễ sợ thiệt cái, chắc chị 1,5m. Rồi ok, chị lấy 1,5m nè. Nó quen chị Trâm chứ quen. Chị Trâm dịu 1,5m nè, chị Anh Kim 2m. Rồi 91k đó em chốt cho Anh Kim. Cái đó đẹp lắm á chị Anh Kim. Chắc đẹp tuyệt vời luôn á. Lý Nguyễn 1,5m nè. Rồi ok, chị lấy nè chị Anh Kim 2m nè. Kim còn hơn 2m. Cái này chị em Kim đẹp lắm, cái chất vải nó đẹp lắm luôn á. Chất vải nó đã dễ sợ luôn á. Nó mềm. May bộ quần ống rộng cho mình mặc cũng đẹp lắm. Cái vải linen lụa đó mấy chị, may bộ quần ống rộng cho mình mặc cũng rất là đẹp. Cái này
này, cái hoa văn nó như thế này nè mấy chị. Hoa văn nó như thế này. 134. Cái này 134 các chị, 5 mét mà các chị may ra được á. Cái này 134 này nó tầm cỡ 5 mét á. Cái này 134. Ga giường đẹp, màu này lên ga giường cũng đẹp. Cái này 134 mấy chị nha. 134. 5m2. 134 5m2 hình cái lá nè. 134. Em chốt cho chị Thúy Nga Dương. Xả đó hả? Để mà đợi chắc má mát thì mấy cái đó không à, chị mặt khô này thì mát này. Rồi cái này 120. 120 này là màu xanh, màu xanh bơ hả? Cái này 120 caro vi tính. Màu xanh này đẹp nè. 120 màu xanh này mấy chị nha. Caro vi tính, caro nó chạy vi tính. À. Dạ rồi, của chị Trâm Diệu 1m3, hồi nào có em bỏ cho chị lấy ha. 120. 4m5. 4m7. 120. Rồi ok chị. 120 cho chị à. Chúc Ly Ly 1m3 nè. Màu đẹp chưa nè. Có một lần một khúc duy nhất màu này nè. Thôi chứ đâu xé được. Rồi lại cắt. Để nó hư vậy ha. Màu này vì bữa nay mới có một khúc này á. Màu này đẹp ghê á. Ba đứa không có đứa màu có màu này hết nè. 1m3 cho Trúc Ly Ly. 2m cho chị Anh Kim. Chị Liên Nguyễn ơi, còn 2m chị lấy không? À còn 1m6 chị lấy không? Chị Liên ơi, còn 1m6 chị lấy luôn giúp em ha. Chị Liên Nguyễn ơi, còn 1m6 chị lấy luôn giùm em được không? Đây này mấy chị, cái này mấy chị lên nó dạng dùng dạng cũng là linen đấy mấy chị. Cái dạng này nó cũng dạng linen nè. Dạng nó cũng dạng linen thun linen gì đây mấy chị, lên bộ ống rộng hay sơ mi nam gì cũng đẹp hết. Cái này mấy chị lấy báo giúp em số mét. Mấy chị lên bộ quần ống rộng nè, lên sơ mi nam đều đẹp. Hồi nãy mét 5 của Trâm Diệu, em đọc nhầm đó, ý là chị lấy ra lấy. Ấy là của chị Trâm Diệu đó, mà chị Lý cũng thích cái đó, để chút có chị bỏ cho chị Lý. Rốt cuộc là em bỏ chị Lý rồi mà. À, thì bỏ cho chị Trâm Diệu đó mà đọc nhầm chị Lý đó, của chị Trâm Diệu. Cái này mấy chị mua về may bộ ấm rộng, may sơ mi nam đều đẹp, may đầm, may gì cũng được hết nha. Màu của nó đẹp lắm mấy chị, màu này. À đúng rồi chị Thanh Vũ Phan, chị còn một đơn đúng không? Em không biết, em để em coi em kiểm tra thử gửi chưa, hay là do là chỗ chị nó bị dừng hoạt động á, để em kiểm tra lại em báo chị trong tin nhắn nha chị nha. Em báo chị trong tin nhắn nha. Cái này nó cũng dạng giống như linen á mấy chị, đẹp lắm. Rất đẹp. Mấy chị lái báo em số mét nè. May sơ mi cho nam hoặc là may bộ đồ ấm rộng cho mình chắc mát, co giãn. Mấy chị lái báo giúp em số mét. Cái này nó còn ở trong tay cũng được hơn 10 mét á. Mấy chị lái báo giúp em số mét nha. Chị nào lấy màu đó báo giúp em số mét. Mấy chị lấy màu đó báo giúp em số mét em cắt. Cái này chữ. Rồi 4 mét. Màu đẹp mà lấy chậm quá. Vậy hả? Ít quá hả? Còn ít đó chị Liên lấy không? Rồi cắt cái này. Rồi chị lấy rồi hả? 4 mét cho chị Anh Kim này. Cái này đẹp mấy chị, chắc này cũng rất là đẹp nè. Mấy cái màu này mấy chị nhìn nó không có nổi đâu, nhưng mà nó đẹp. Mấy chị nhìn ở ngoài nó đẹp. Nó
không nổi mà nhìn ở ngoài nó đẹp. Rồi có thể hoa bà điện những gì vậy? Có hoa nào đang biết nữa. Dạ, alo. Dạ, alo chị ơi, em nghe. Ủa sao nó điện thoại không nói gì hết vậy? Tiếng like của ta chứ ngay vậy. 2 3 gỡ gỡ này ra thôi. Dạ liên điền trơn không có rồi chị quyết định. Chuẩn bị có đó chị quyết định. Giờ thì chưa có nha. Dạ một hai bữa nữa có liên điền lụa trơn. Liên điền lụa chị trơn á. Trơn lên đầm xuông mặt sang á chị. Lên cái mấy chị có thợ theo, mấy chị theo lên nữa đẹp lắm. Em về màu trơn á, mấy chị lên cái theo nữa nó đẹp lắm. 4 mét cho chị anh Kim nè. Cái màu này cũng tay lắm đó mấy chị nha. Màu này mặc lên cũng tay, cũng sang lắm á. Sạch sẽ mà rất là tay và rất là sang nha. Cái màu, mấy cái màu này mấy chị nhìn ở ngoài nó đẹp hơn trong hình. Màu nào nó cũng đẹp hơn trong hình hết á. Rồi chị nào lấy cái sọc đó nữa thì báo em. Mấy chị lấy sọc đó nữa báo em. Không, không có linen tưng, em có linen lụa thôi. Chuẩn bị về linen lụa. Linen lụa lên đầm suông. Lên đầm suông. Vỏ hoa là chắc chị vỏ thị hoa này đó. Chị điện mà sao nó không nói gì hết trơn. Ấy là chị không lấy nữa hả? Cái đó của chị anh Kim Nguyễn. Pyjama nam được không em? Dạ được cái gì chút li lê được mà. Màu đó lên pyjama nam cũng đẹp lắm. Đây nè mấy chị cái linen mà em sắp về á, mấy chị lên cái mẫu như thế như vậy này, có mấy chị đi theo nè, lên nó đẹp lắm. Em lên cái linen lụa này nè, sắp về cái linen lụa này mấy chị mai sau mấy chị theo lên vẫn đẹp nha. Nó là trơn, mấy chị mai sau mấy chị đi theo ý thích của mình á, lên những mẫu đầm như vậy, những vest nè, những quần ống rộng nè, mấy cái đó đó mấy chị lên kiểu như vậy á, rất đẹp. Cái mẫu như chị ấy hà, khúc đó nó có chừng đó hà. Cái này 125k. Mấy chị lấy cái thôi chữ này 125, có co giãn nha. 125. Cái này chắc cũng tầm 5 mét á. 125. Chị điện cho em mà em chẳng nghe chị nói cái gì hết. Cái này 125, mấy chị lấy mẫu này 125. Báo với em 125. Bốn mét bảy á mấy chị. Cái này có 4m7 thôi. 125. Một ký này nó chưa tới 5m. Hàng này một ký chưa tới 5m. 125. Chị nào lấy cái chữ này 125, báo với em 125 cho chị chút li lê 1m3. Sọc không có hoa vậy. Có màu khác thì đừng có xanh với hả, với đổ nữa, xanh với đổ đang này nhiều quá rồi. Đó, khúc nó dài không? Nói 2m à? Để chị cắt. Không, cái đó của chị hồi nãy 8m rồi. 1m3 cho chị chút li lê nè. Đưa cái sọp đây, không có hoa, đưa cái sọp đây với màu nâu tay nữa tè. Đưa khúc màu nâu tay đó đây thầy. Bọc này 1m4, 4 gối, lấy thêm một khúc chị bỏ hoa ơi. Bây giờ chị lấy mấy mét để chị báo em luôn đi.
mét tư tám mét đủ rồi, nó chỉ khúc đó đủ rồi đó, 1m4 4 gối là đủ rồi đó, 8m đủ rồi đó. Trang đợt nó cũng may 8m ha. Màu nâu tay này cũng chạy vi tính nè mấy chị. Cái này nó chạy chữ vi tính màu nâu tay, có một khúc duy nhất màu nâu tay này thôi. Chị nào lấy khúc nâu tay em đổi xanh lấy 5m sọc. Xanh nào chị Võ Ngọc Thủy ơi, chị lấy 5m sọc không lấy xanh à. Sọc đó nó không co giãn nha. Sọc nó không có co giãn nha chị Võ Ngọc Thủy. Cái này màu nâu tay, chị nào lấy cái mẫu màu nâu tay này có một khúc một thôi, một khúc một màu nâu tay thì thôi nha, nó cũng dài á, mấy chị lấy màu nâu tay cho giúp chị Trúc Lê Lê 1m3 màu nâu tay này. Một 8m là dư là đủ rồi đó, Trang đợt nó may đủ đó. Trang may dài dạ giường mấy 8 luôn nè, mà giường chỉ có 1m4 đủ rồi, nó chỉ khúc đó đủ rồi, không cần lấy thêm đâu, khúc đó 8m đủ rồi. Rồi cho chị Trúc Lê Lê 1m3 nè, tới cao Kim Anh 6m nè. Màu nâu tay có một khúc một quá trời. Sọc nãy hồng nhạt ở đâu? Sọc hồng nhạt đâu? Rồi đủ y 6m cho Kim Anh rồi. Rồi chị quyết định ơi, em hết rồi. Màu nâu tay em hết rồi, có hai chị thôi, chị Cao Kim Anh với lại chị Trúc Lê Lê hả? Chị quyết định không có Võ Ngọc Thủy. Sọc hồng nhạt đó. Sọc hồng nhạt nào đó chị? Sọc hồng nhạt khi nãy em có chừng đó mà, em bán hết rồi. Rồi em cái sọc xanh này. À, là chị lấy cái sọc này đúng không? Phải lấy sọc này không? Sọc này nó không phải màu hồng, nó màu da, màu gì á. Phải không? Phải không chị Võ Ngọc Thủy? Phải thì ok em đổi cho. Võ Ngọc Thủy ra phải thì ok em đổi cho nha. Chị Võ Ngọc Thủy phải cái đó thì ok em đổi cho. Rồi ok, để em đo thử còn đủ 5m không. Không đủ 5m chị Võ Ngọc Thủy ơi, có 4m2, à có 3m7 hả? Có 3m7. Mi màu nâu tay mà không có. Cái này nó có 3m7 hả? Em hết màu đó luôn, cái mẫu đó em còn được 3m7, chị Võ Ngọc Thủy có đổi không? Đổi thì ok giùm em nha, có 3m7 thôi. Cái này 35k màu xanh. 35k, chị nào lấy cái này 35 báo giúp em 35. Cái sọc này nó cũng chạy vi tính nha. 35 cái sọc này nó chạy vi tính. 1m6 35k. 1m6 35k chạy vi tính nha. 1m6 35k. Chị nào chốt cái đó 1m6 35. Báo giúp em 35. Cái này thô xốp may áo kiểu cho bé nhỏ 11k. 11k mấy chị may áo kiểu cho bé nhỏ nha, 11k. 11k khúc này được 6 tắc á, 7 tắc á, 6 tắc. 11k thô xốp may áo kiểu cho bé. 11k em chốt cho chị Võ Thị Phương. Giùm em. Chị Lý lấy cái sọc đó thì ok giùm em ha. Chị Lý lấy cái đó thì ok giùm em. Cái này sọc màu xanh này nó không co giãn này mấy chị này là mà cũng không có hoa luôn, sọc này sọc trơn. Mấy chị thích may quần đùi cho nam thì may mấy cái này, không có co giãn nha. Mà nó không có hoa hề gì hết, sọc thôi. Chị nào lấy sọc xanh này báo giúp em sọc xanh kèm số mấy, không phải màu xanh. À cái này hả? Rồi ok chị về lấy 1m5 nè. Cái này là thô cô tông, giống như thô hàng em đang mặc á. Cái chắc nó giống thô hàng em đang mặc nha. Không co giãn, chắc nó giống chắc thô hàng em đang mặc. Rồi ok chị lấy 1m5 nè. Chị nào lấy cái sọc này thì báo em số mét em cắt nha.
Em xem 1,5 mét, 1,5 mét có 29.000 hả? 1,5 mét có 29.000 thôi. Mấy chị lấy sọc này báo giúp em số mét nè. 1,5 mét có 29.000 thôi. Cái này nó không có độ co giãn, thành ra nó nhẹ hơn. Khổ của nó khổ cũng 1,5 mét, 1,45 mét. Nó không có độ co giãn cho nên chắc nó nhẹ hơn cái có co giãn. Mấy chị lấy báo giúp em nha. Chị nào lấy sọc này báo giúp em sọc kèm số mét. Sọc kèm số mét, mấy chị lấy sọc báo giúp em sọc nha. E tàu. Cái này mấy chị lái báo giúp em số mét nha. Sọc này mấy chị lái báo giúp em số mét. Ngồi nó còn màu nâu, màu kia nó lạ không trăm. Màu đây thôi chứ có màu màu này nó mấy chị mua nhiều quá rồi, mấy chị kêu nhìn giống nhau quá. Có còn màu gì khác nữa bỏ vô lai. Rồi em lên một chút vôn lụa đi. Đây một chút vôn lụa đi ha. Có cái cây nào em xả cho mấy chị rẻ rẻ, mấy chị lấy động lực một chút hay. Hết cây rồi. Còn cây thì sọc lúc trước chị kêu em cắt 2 mét lại, em có thấy không em? Sọc nào chị Trúc Lily? Phải sọc này không? Phải cái này không chị Trúc Lily? Phải cái này không? Cái nào em chẳng thấy ta? Trúc Lily là có mẫu 1,3 hết rồi, không còn khúc 2,7 là em chưa có thấy luôn á. Cái này vôn lụa nhí màu đen 39k. Cái này nó có màu xanh với màu hồng. Cái này 39k vôn lụa. Á à, quần vôn chiffon. Vô vôn nhí đen 39k 2 mét. Mấy chị lấy mã này 39. Comment giúp em 39. Cái này thì nó có hình mít tiêu. Cái này nó có cái hình mũi tiêu như thế này nè mấy chị. Mấy chị lái báo em số mét. Trắng có mũi tiêu. Em kéo xuống hả? Em đâu thấy hè. Sọc nào ta? Ấy là sọc xanh hay là sọc nào chị Trúc Lily? Chị có màu nâu tay 1,3 nè. Sọc nào? Chị lấy may mắn của chị đó. À đúng rồi, sọc này chị Trúc Lily lấy 2,7 mét. Còn tới 3 mét mấy mà. 3,7 mét chị lấy 2,7 mét à, còn lại mấy. Dạ được chị thôi, Thanh Nguyễn nè bà. 4, 5, 2,7 mét. Sọc đó là sọc xanh đen chứ không phải sọc tím đâu chị Thanh Nguyễn. À dạ được chứ, cái này may nam may nữ gì cũng được hết á. Chị nào lấy cái mẫu màu muối tiêu này báo em số mét em cắt nha. Cái mẫu màu muối tiêu này mấy chị lấy báo giúp em số mét. Trắng muối tiêu. Chắc có co giãn, mấy chị lấy báo em số mét. Lấy báo giúp em số mét nha. Cái màu này cũng may nam được luôn mà các chị. Nói chung vải này may nam được hết á, nam nữ gì may được hết á, mấy chị không lo. Màu đây nó cũng giống màu đó nhưng mà nó có cái hình bông lúa chứ không phải sọc. Cũng không có màu gì hết hả? Thư với lại chữ có màu xanh trong cái nữa. Giờ lan cái gì đây chứ lan cái đó nó giống giống nhau hết trơn mấy chị rồi. Trắng này nó lan rồi. Em lan cái sọc vàng này cũng là thô cô tông nha. Thô hàng á. 52k. Chắc á này có co giãn chứ không phải chắc thô hàng đâu. Cái này có co giãn 52k, có co giãn. 2 mét 52k sọc vàng có co giãn. 2m52k. Sọc vàng có co giãn 2m52k. Có màu tối tắt trong xả vài cái áo nữa. Màu này nó không sáng mà không tối đâu chị Trúc Lily. Mấy màu chị cắt nó không sáng không tối, mặc được hết á. Vì vậy chị thấy vải chị sẽ thấy nó không có nổi mà nó cũng không có tối. Sọc vàng cho Thanh Nguyễn lấy sọc vàng nè. 2m nha. Hai màu.
này màu xanh nước có chữ 60k. Màu xanh nước có chữ 60k. Màu xanh nước có chữ 60k. Chị nào lấy cái màu xanh nước có chữ này 60k hi hi có vải chi một màu mai nguyên bộ. No. No, không có. Còn một bộ 3,5 m ngọc trai màu xanh ngọc Diễm lấy không? Cái này 2,2 m. Còn ngọc trai màu xanh ngọc này 3,5 m Diễm lấy không? Lấy thì ok em để cho. Còn có 3,5 m ngọc trai màu xanh ngọc đó thôi. Cái này 2,3 m màu xanh nước. 2,3 m màu xanh nước nha. 2,3 m màu xanh nước có chữ. Cái này 2,3 m màu xanh nước có chữ, mấy chị lấy báo giúp em. 60k 2,3 m. 60k 2,3 m màu xanh ngọc này mang nguyên bổ dài dư sức này chị Diễm. 3,5 m lận. Cái này 3,5 m luôn đó chị Diễm, chị lấy thì chị ok em bỏ cho. Chưa biết được á chị và Diễm ơi, chưa biết được khi nào về á. Cái này 2 màu 44k. Cái này nó 2 màu mấy chị, nó in 2 màu. Nửa màu này và nửa màu này. Trong cùng một miếng vải 2 màu nha. Khổ 1,5 m nè. Mà khổ 1,5 m á, 42k. Bên này màu này, bên này màu này nè mấy chị. 2 màu nha. Cái đường của nó sập xuống như thế này nè. 42k. Mấy chị lấy mã này 42. Báo giúp em 42. 42 để em coi thử dài bao nhiêu. Cái này dài 1,6 m. Cái chiều dài của nó như thế này mà một nửa bên này màu này và một nửa bên này màu này mấy chị nha. 1,6 m 42k. Mấy chị lấy cái này 1,6 m vừa rồi chị mua em 2 m xanh ngọc rồi trừ chị mua màu khác. Giờ hết màu rồi. Ủa bóng hai chưa ai chốt. Ôi giờ mỏi chân quá. Cái này cũng màu xanh nước. 48k màu xanh nước. Mấy chị lấy cái này 48k. Màu xanh nước 48. Mấy chị lấy mã này 48. 2,2 m 48 lỗ rồi. 2,2 m 48. Mấy chị lấy cái này 2,2 m 48 comment giúp em 48. Cái này lỗi rồi. 48k. Mấy chị lấy mã này 48 comment giùm em 48 nha. 48k 2,2 m. Điều luôn. Alo. Dạ. Dạ, giờ chốt được chưa để em lấy hàng ra chốt. Dạ rồi, dạ rồi, ok. Dạ rồi, dạ rồi, dạ rồi, ok chị. Dạ, khó đó bình thường mà. Dạ, ok chị nha. Dạ, dạ, rồi. À, không lấy vẽ tặng hả? Dạ, chị thích cái gì? Cho nó chắc. Dạ dạ. Dạ rồi, dạ rồi. Vừa rồi bên kho nó dán lộn chứ không phải em lộn. Nguyễn Luyến với Nguyễn Tiến nó xuống nó dán ngược với nhau. Màu xanh mấy chị nha. Màu xanh 58k. Cái này 58k màu xanh này mấy chị. Chị lấy màu xanh này 58. Báo giúp em 58 nha. 58k 2,7 m. 2,7 m 58k. Mấy chị lấy cái này 2,7 m 58. Rồi cảm ơn chị Lý đã tặng 75 sao nha.
58k màu xanh. Cắn đó cắn gì đó thầy? Coi nè. Thôi chứ cho phải liền liền. Trắng này trắng có caro mấy chị nha. Chị nào lấy trắng caro này báo em nè. Trắng này nó cũng có cái caro đường sọc chìm chìm trong này nè mấy chị. Nhìn kỹ mới thấy được. Đây mấy chị nha. Trắng này mấy chị lên sơ mi cho nam cho bé trai đều được. Đầm sơ mi cho mình, áo sơ mi cho mình. Áo mình mặc đi đi làm đồ được hết ha. Cái này mấy chị lấy báo giúp em số mét nha. Trắng này mấy chị lấy báo giúp em số mét. Trắng này mấy chị lấy báo giúp em số mét nè. Trắng chị nào lấy báo em số mét em cắt ha. Chị nào lấy trắng báo giúp em trắng kèm số mét. Trắng kèm số mét. Giờ cái thô này nó chỉ có nhà còn bấy nhiêu đó nữa thôi mấy chị. Mấy chị lấy sọc không? Cái này cũng đẹp nè. Cái này cũng rất đẹp. Cái này thô. Trắng 4 mét cho chị anh Kim. Nó cũng hết mẫu rồi. Nó chỉ còn những màu nó giống nhau vậy thôi. Nó hết mẫu rồi. Nhưng mà cái vải này thì nói chung là mấy chị lên sơ mi cho mình hay nè, cho nam gì nó cũng rất là tuyệt vời. Chị Phượng Vũ ơi, chị Phượng Vũ lấy cái màu biển, xanh biển sọc gì nè. Nước kẻ sọc thưa. Kẻ sọc thưa màu xanh nước. Em sợ không có đây. Chị anh Kim lấy màu ghi, ghi em quăng lên. À cái này hả? Cái này hả chị? Phải cái này không chị? Chị anh Kim phải cái này không? Cái này nó cũng chạy vi tính nha. Cái này là màu ghi. Phải cái này thì chị anh Kim ok giùm em nè. Chị anh Kim lấy cái đó thì phải thì ok giùm em nha. Cái này à, chị anh Kim hay dùng linen hay áo sơ mi lên. Cái này sơ mi lên đẹp lắm. Vừa đẹp vừa mát. Rất là mát và rất là đẹp. Anh mấy chị anh Kim nè. Cái đợt vải này á Hoa Văn. Đợt mà vừa cắt thêm vài áo nữa. À không phải lấy cái bên này hả? Rồi ok chị lấy cái màu này đúng không? Rồi ok chị anh Kim nè. Mấy cái mẫu này nè mấy chị không phải nhất thiết phải lên bộ cho nam đồ hết đâu. Mấy chị lên bộ đồ ống rộng cho mình mặc cũng rất là sang và rất là mát á. Chị nào mà chuyên của linen thì lấy mấy cái này đúng bài luôn. Nó đẹp lắm. Xanh biển sập thưa đây đấy. Chị Vũ lấy thêm khác bậc màu. Thế là hai giường hai màu nhưng mà lấy cho chị đủ 8 mét thì lấy cho chị luôn. Cái đó đào đủ 8 mét nó ngắn. Là thêm vô cho đủ hai cái bọc nệm á mà cái khúc đó đào còn đào đủ hai cái. Cái này nó ná cũng được. Còn sao đi vậy nè? Thì gối gì làm cái kia xong hình làm cái này. Dạ lấy thêm cái nữa là cũng đủ đó. 3,5 mét. Bỏ luôn đi. Ôi. Cái này 68k này mấy chị sọc. Sọc 68 này bỏ cho chị kìa. Không phải cái kia. 68 em chốt cho anh kêu, em mấy chị chốt 68 này báo giúp em 68 nè. Cái này sọc, cái này là thô. Thô giống cái thô em đang mặc á, thô hàng á. Giống thô em đang mặc chứ không phải là thô có co giãn nha. Cái này xinh chưa? Cái này 65k cũng sọc. Sọc này 65. Giờ là tiến độ ở đây là ngồi là tiến độ thô này thôi. Giờ lên lụa mấy chị cũng không thích nữa, phải không? Cái này sọc xanh. Chắc là ngày mai là có màu về rồi đó chị Trúc Lily. Cái này sọc này nè, chị nào lấy cái sọc này báo giúp em. 65k sọc. Chị nào lấy cái này sọc 65, 65 này có co giãn nha. 65 này nó có co giãn 65. 2,5 mét 65k. Mấy chị lấy 2,5 mét này 65. Sọc xanh 2,7 mét hả? Có 2,5 mét thôi chị Trúc Lily lấy ha. Chắc 2,5 mét hả? Có 2,5 mét không được sao 2,7 mét. Có 2,5 mét là có thể là mình đủ ngắn tay hoặc là mình nhỏ con thì đủ dài tay.
giờ rồi, sao nó mỏi dữ vậy trời. 4 giờ chứ mấy. Đang phải bông rưỡi xuống. Chị Trúc Ly ơi, lấy hết khúc này chứ không đủ 2m7. Chỉ có 2m5 thôi. Chị Phượng Vũ còn đó không? Em có sọc xanh biển mà kẻ, kẻ ô vuông này chị nè. À Phượng Vũ mạng chậm lắm á chị. Cái này cũng màu xanh xanh. 52k màu xám xanh. Không phải là dưa len mà mấy chị không thích. Cái này 2m2. 2m2 52k. 2m2 52k. Mấy chị lấy cái này 2m2 52. Báo giúp em 52. 52k 2m2. Đây chị Phượng Vũ nè. Đây chị Phượng Vũ ông xã mập. Mập lùng đủ không em? Mập thì nó không liên can tới chiều dài, chắc đủ á chị, 2m5 chắc đủ á. Mập mà lùng là chắc đủ. Đây chị Phượng Vũ nè, chị lấy thì chị ok giùm em. Linen 50k linen. Mấy chị lấy cái này 50k. Rồi ok chị Chúc Lê Lê. Này 50k linen. Cái này 2m1 50k. Cái này cũng thô linen chứ không phải linen. 2m1 50k tới tim nha. 50k 2m1. 50k 2m1 thô linen. 50k 2m1 đó là thô linen. Lấy không bé hạt sơn sập thưa không to ha. Hơi bị khó á chị Phượng. Cái đó hơi bị khó á chị. Em không có sọc không có nữa chị rồi ơi. Cái đó giờ em chịu á, hơi bị xanh khó. Xanh biển mà có sọc thì em hết rồi. Còn sọc nhí thì là có tồn. Có sọc này chị lấy không? Sọc này màu xanh này thì có, chứ còn mà xanh nước đó thì không có chị. Xanh đũa. Sọc này sọc nhỏ nhỏ như xanh thế này, xanh đũa này nè. Nó đứt chứ nó không có, không có lợi đó chị ơi. Cái đó hơi bị khó đó nghe, cái đó hơi khó, thật sự là hơi khó. Gì đây, cái này xanh này nữa nè, nó cũng sọc như vậy mà sọc ngang. Chị Phượng Vũ lấy không? Cái này nó cũng sọc, sọc mà nó cũng sọc ngang chứ không phải sọc dọc nha. Đây chị, chị Phượng Vũ lấy cái nào? Cái này cũng xanh nước có. Ủa, sọc em như hết thế này mẫu rồi đó các chị. Hết mẫu, hết rồi. Mẫu rồi mà này ngắn, chắc hôm nay em xuống live sớm một chút. Hôm nay sớm một chút em sửa soạn hàng luôn hả? Khúc nhỏ đó cũng chữ ở đây cũng như vậy hả? Rồng này là nhỏ hết á, khúc rồng này nhỏ hết á. Rồi chắc chị em đâu? Chào mấy chị xuống sớm nha, nay cũng mệt nhỏ chứ chị đâu có lấy khúc lớn. Ý là hết chị kêu là sọc đừng chị có thừa quá, với lại đừng có to quá. Cũng mấy cái màu xanh đổ xanh biển với lại nó hết mẫu màu rồi đuốc. Nó cũng có chừng đó mẫu mà mấy chị có hết rồi. Như này giờ các em xếp vô rồi khờ bán cho những chị chưa có. Rồi xin chào mấy chị nha, cảm ơn mấy chị rất là nhiều. Xin chào mấy chị, hẹn mấy chị 9 giờ sáng mai nha. 9 giờ sáng mai là cái gì? 9 giờ sáng mai hàng chưa về. Rồi hẹn mấy chị 9 giờ sáng mai. 9 giờ sáng mai chắc em like cái khác. Xin chào mấy chị nha, cảm ơn mấy chị rất là nhiều. Đuối rồi, đứng cảm sao? Chị đứng cười chưa tới nha. 4 tiếng mà đứng đuối luôn. Chị Liên 4 Hoa, rưỡi chị mới được 4 tiếng hả? À, 4 rưỡi mới được 3 tiếng. Chị Liên Hoa chị xem khá phim slide. À, chị Liên Hoa chị xem từ đầu tới giờ mà. Rồi, em chào mấy chị nha, cảm ơn mấy chị rất là nhiều. Rồi, ngày mai lay tôn. Ngày mai lay tôn. Rồi, xin chào mấy chị nha. Cảm ơn mấy chị rất nhiều nha, xin chào mấy chị. Cố gắng tìm cho chị Good Boy thêm theo nha. Boy hả? Để em xem có khả năng là ngày mai em bỏ Boy với lại bỏ tôn vô em like chung á. Rồi xin chào mấy chị, hẹn mấy chị 9 giờ sáng ngày mai. Xin chào mấy chị nha.